Bộ truyện Hào Môn Kinh Mộng ba, Đừng Để Lỡ Nhau Tác Giả Ân Tầm Quyển 1 Chương 1 Cô, Tố Diệp, muốn dùng chính cách này để nói với anh ta rằng Đừng mừng thầm, đắc ý một cách mù quáng là bổn cô nương đây tăng tanh Chuyện tình cảm nam nữ, mặc dù cô không sành sỏi nhưng cũng không thích giả vờ ngây thơ Trong thời đại thèm thùng vật chất này, người yêu mới luôn là tình cũ của kẻ khác Cứ giả bộ như vậy quá mệt Tố Diệp bất động nhìn người đàn ông ngủ bên cạnh mình. Một người đàn ông tuấn tú. Một gương mặt xa lạ, đẹp trai quá mức. Đôi lông mày rậm dày, sống mũi cao cùng với bờ môi mỏng, cho dù hai mắt nhắm chặt cũng vẫn có thể toát lên một sự trầm ổn và một khí khái anh tuấn. Nắng mai chen nhau chiếu vào phòng qua khe hở của chiếc rèm cửa bằng nhung vừa dày vừa nặng, xuyên qua mái tóc xoăn đen và dài cùng đôi bờ vai trắng muốt của Tố Diệp, đồng thời còn hào phóng trải lên làn da màu đồng của anh những tia sáng nhỏ vụn ấy bay vào mắt cô. Không biết là do ánh sáng hay do cơ thể tuyệt đẹp của người bên cạnh, có một khoảnh khắc thị giác của cô đã xuất hiện điểm mù. Làn da của anh rất đậm. Dưới bờ vai dài rộng tráng kiện là một lồng ngực với từng múi cơ bắp cuồn cuồn. Ánh sáng dùng cách thức mộc mạc nhất phát họa nên những đường cong cục mịch. Từng nhịp thở đều đặn nặng nề. Hình ảnh đó cùng với một tố dịp ở bên đang ôm hai chân, trao mày, đầu óc mơ hồ, bỗng hình thành một tỷ lệ vô cùng hấp dẫn. Hồi lâu, Tố Diệp mới từ từ di chuyển tầm mắt. Đầu tiên cô nhìn xuống chiếc ga giường trắng muốt dưới người mình. Vẫn sạch sẽ, không có đóa hoa mai đỏ thẫm nào. Hay có khi đóa hoa đó đã sớm ngọc nát hương tan trong quá trình cô chinh phục đỉnh Everest rồi. Tiếp đó ánh mắt cô trở lại với gương mặt của người đàn ông kia. Anh ta vẫn ngủ rất bình thản. cuối cùng cô trừng mắt nhìn đồng hồ, 6 giờ 35 phút. Cô đã nhìn chầm chầm người đàn ông xa lạ này đúng 5 phút. 5 phút trước, Tố Diệp vẫn giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ như bao lần trước đây. Khoảnh khắc trước khi mở mắt ra cô vẫn nghe thấy có người hoảng hốt hét lên bên tai mình, mau chạy đi. Như mọi lần. Thanh âm đó dù có gấp gáp thế nào nhưng vẫn có thể nghe ra là của một đứa trẻ. Làm nên cho giọng nói đó là một bản nhạc thô ráp, tự như tiếng của cây chổi cao su quét lên tấm sắt gỉ sau khi nhanh chóng truy tìm lại ký ức của năm phút trước tối dịp cũng dần dần hồi phục lại sự bình tĩnh và lý trí cô còn nhớ tối hôm qua đã cùng đồng bọn lâm yêu yêu uống rất nhiều rượu cũng tâm sự rất nhiều chuyện sau đó thì sao nhỉ ánh nắng buổi bình minh càng lúc càng rực rỡ nhùm vàng cả gian phòng sau đó từng tiếng chuông điện thoại dồn dập lũ lượt kéo tới nhạc chuông có phần xa lạ là bài nhạc khô khan nhàm chán mà trước nay cô chưa hề cài đặt không phải điện thoại của cô. Người đàn ông bên cạnh khẽ cử động. Đầu óc của tố dịp nổ tung như bị ai đó chọc một cái, vội vàng chui tọt vào trong chăn. Nhờ có chút ánh sáng he hé chiếu vào mắt, cô có thể ti hí nhìn người đàn ông đã bị tiếng chuông điện thoại đó đánh thức. Cánh tay màu đồng nhanh chóng thò ra. Lúc lấy điện thoại, đôi tay ấy một lần nữa lọt vào tầm mắt của tố dịp, rắn chắc mạnh mẽ, cả những đường chỉ tay đậm nét rõ ràng, đường trí tuệ càng đặc biệt dài và sâu hơn một bên chiếc giường khẽ đung đưa, kèm theo đó là giọng nói trầm ổn đầy hấp dẫn của anh vang lên. Ai đó, suýt nữa thì tối dịp bị thanh âm đó mê hoặc. Cô im lặng quay đầu sang. một tia sáng nguyên vẹn, mỏng manh rọi lên bóng hình của người đàn ông gần đó, chia đôi tấm lưng to lớn, nở nang đến hoàn hảo của anh thành hai nửa sáng tối rõ ràng. phía nửa sáng vẫn ngập tràn sắc đồng gợi cảm, nhưng bên nửa tối còn khơi gợi trí tưởng tượng của con người ta hơn nữa, như được mạ lên một lớp màu tối đẹp lạ thường trong sự tráng lệ toát lên vẻ đẹp đến đắm đuối anh đang nghe điện thoại khắp căn phòng yên tĩnh tới nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng kim dây chạy từng nhịp tích tắc cô không muốn nghe lén cũng khó suốt cả cuộc nói chuyện người đàn ông nói rất ít đối phương kính cẩn nói còn anh ta yên lặng lắng nghe tối dịp nghe thấy đầu kia nhắc anh ta về thời gian hôn lễ anh ta sắp kết hôn cuộc điện thoại không kéo dài chỉ khoảng chưa đầy một phút một lần nữa anh ta đáp lại kiệm lời như vàng biết rồi rồi cúp máy cắt đứt những lời dài dòng của đối phương căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng lặng ngắt như tờ khiến tố diệp có thể cảm nhận được hai tay cô đang ù ù không dứt sự kinh ngạc trong ánh mắt của tố diệp tan biến như nước thủy triều đại khái cô đã rõ ràng mọi việc nếu người đàn ông này thật sự sắp kết hôn vậy thì chuyện tình một đêm tối qua cũng trở thành nước chảy ra sông khi người đàn ông đặt điện thoại sang bên Tố dịp mới quay lại, đường hoàng ngồi dậy khỏi giường. Mái tóc xoăn dài dịu dàng khêu gợi xõa xuống trước ngực, che kín bộ ngực xinh đẹp, đầy đặn của cô. Nhìn theo bóng lưng người đó, cô hỏi, hôm nay anh sẽ kết hôn, giọng nói biến lười của cô cũng hút hồn đối phương như một chú mèo sim Người đàn ông quay đầu lại. Chính trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của tố dịp xuất hiện một sự chấn động sao xuyến. Ánh mắt anh ta trông rất điềm tĩnh ôn hòa, nhưng lại che giấu một vẻ sâu xa khiến người ta không dám tới gần. Con người sâu thẳm càng u tối, thâm sâu khó lường hơn. Chiếc mũi cao cùng bờ môi mỏng lại chất chứa một sự quyến rũ đến chết người, nhưng khóe môi hơi mím lại khiến cô không khó nhận ra đây là một người đàn ông vô cùng khắc khe. Từ đầu tới cuối anh luôn im lặng nhìn cô, ánh mắt bình thản mà cương nghị. Lại đúng lúc tố dịp ngước mắt lên, nên ánh mắt của hai người cứ giao nhau một cách kín kẽ như thế thậm chí cô còn dễ dàng cảm nhận được một sự áp lực toát ra từ ánh mắt ấy. Một lúc sau, tối diệp cong môi khẽ mỉm cười, nhưng khi tan vào lòng nó lại hóa thành một nụ cười lạnh lẽo. mấy chuyện vặt vảnh như nhìn thấu suy nghĩ của người khác thế này là kỹ năng nghề nghiệp cô bắt buộc phải có. trong ánh mắt anh ta nhìn cô chợt lóe lên một tia nghiêm nghị rồi vụt tắt. chẳng qua chỉ muốn chứng tỏ trong chuyện tình một đêm tối qua, anh ta chỉ mong làm người nắm đằng chui. Một người đàn ông sắp kết hôn, e là sau khi triền miên cả đêm dài, chuyện muốn làm nhất chính là rủ sạch mọi quan hệ. Nghĩ vậy, cô cũng muốn trêu trọc anh một chút. Nụ cười nhạt như những gợn sóng lăn tăng, dịu dàng sao động trên cánh môi. Cô tiến tới, đưa tay áp lên khuôn ngực rộng lớn của anh, sau đó dần dần vòng tay ông lấy eo anh một cách gợi tình. Đôi tay như một con rắn linh hoạt bò trường, mờn trớn khắp nơi, như đang vẽ những đường tròn vô hình lên ngực anh một người đàn ông sắp kết hôn, mấy tiếng đồng hồ trước đám cưới còn cuốn quýt với người đàn bà khác trên giường, anh nghĩ gì vậy? Nhất thời lạc lối trước hôn nhân? Hay là anh đã tái phạm quá nhiều lần rồi, dù có là tình một đêm thì cũng phải có phẩm hạnh của nó? Trong lòng anh nghĩ gì cô muốn biết chẳng khó chút nào. Nhưng anh không hề đáp, vẫn im lìm nhìn cô, đôi mắt hơi hiếp lại như đang suy nghĩ đôi chút. Vần trán của cô hơi ngương ngứa, là do hơi thở đều đặn của anh phả ra, trong lạnh mát rượi, dễ chịu tới mức khiến người đối diện bất giác muốn lại gần. Bên trong lại kèm theo một chút lạnh, khiến người ta chần chừ dây lát. Ánh mắt luôn nhìn trực diện thế này khiến tố dịp trào dân một sự khó chịu chưa hề có. Đôi mắt anh quá bình tĩnh, khiến cô trong giờ khắc này khó mà thăm dò được thế giới nội tâm sâu bên trong. Tôi không còn là một cô bé nữa, tố dịp ung dung vuốt ve đôi mày anh, nhưng lại vì nó khẽ trao lại mà buông tay, ngồi tựa lên đầu giường, không nhìn anh nữa bổ sung thêm hai từ một cách hờ hững yên tâm người đàn ông dường như đang đánh giá cô cô cảm nhận ra được từng tia sáng rơi xuống gương mặt cô làn da cô trắng lên lấp lánh đường cong dưới cầm hoàn hảo tới từng chi tiết hàng mi dài chớp chớp khi cô ngẩng lên đối mặt với anh một lần nữa khóe môi mềm mại khẽ nhướng lên một cách đầy quyến rũ nhưng nó càng giống một sự khiêu khích hơn cũng giống như vẻ khiêu khích lặng im toát lên qua ánh mắt nghiêm nghị của anh sự giao hòa của ánh nhìn cũng là cuộc chiến tâm lý của hai trái tim. Trước giờ cô chưa bao giờ là người chịu ngã giáp đầu hàng. Từ đầu tới cuối anh không mở lời nói thêm câu nào, đứng dậy đi vào phòng tắm, cờ bắp trắng chắc dưới ánh mặt trời càng thêm hấp dẫn, dũng mãnh. Cô vô thức hiếp mắt lại. Anh rất cao, đoán chừng ít nhất phải một M87. Cô thích những người đàn ông cao ráo như thế, mang tới đủ cảm giác an toàn nhưng người đàn ông này chỉ mang lại cho cô một sự áp lực lạ lẫm. Tối dịp ngồi tĩnh lặng trên giường một lát rồi cũng bước xuống. Đôi chân trần dẫm lên lớp thảm mềm mại như bước trên mây. Chiếc áo ngủ rộng lớn bao bọc lấy cơ thể cô, càng lộ ra dáng người thấp bé. Đi tới trước cửa sổ, khu tam hoàng dưới chân đã bắt đầu bước vào giờ cao điểm lúc sáng sớm. Từng hàng xe cổ gói chặt cả con đường lại như một bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ. Thành phố Bắc Kinh này trước nay chẳng khác gì mắc bệnh, đại đa số thời gian phát bệnh vào giờ cao điểm sáng sớm và tối muộn. Mùa xuân tới rồi, bên ngoài khách sạn Hoa Ngọc Lan nở rập một khoảng trời. Cho dù đứng trên tầng ba mấy, nhìn xuống dưới, dường như vẫn có thể ngửi thấy hương thơm ngào ngạt. Mùa xuân hạ của Bắc Kinh luôn khiến người ta hồi hộp, đến cả bầu không khí cũng bay bổng một cảm giác thấp thỏm. Cũng giống sự căng thẳng khi bạn đi trong một góc của một đô thị phồn hoa hoặc đứng dưới vòi phun nước bảy màu rực rỡ chợt quay đầu lại bỗng nhìn thấy một bóng hình anh Tuấn khiến bạn nhung nhớ bao năm, hoặc là cảm giác khi tìm được người tình trong mộng của mình giữa biển người mênh mông. Sự căng thẳng ấy là một loại cảm giác ám mùi chết người. Sau khi người đàn ông từ trong nhà tắm bước ra, Tố Diệp cũng đã đánh răng rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề đi ra khỏi nhà tắm trong phòng khách, vừa sạch sẽ vừa tỏa ra hương thơm nồng nàn của hoa ngọc lan. Anh trước sau vẫn nhìn cô không dời mắt. Cảm giác áp bức đó lại luẩn quẩn trên đầu Tố Diệp. Còn chưa đợi người đàn ông mở lời nói gì, cô liền rút từ trong túi sách ra vài tờ tiền xanh, đặt trước mặt anh. Đôi mày anh Tuấn của người đàn ông hơi nhíu lại, tự hồ có một tia nhìn kinh ngạc lướt qua đáy mắt trong giây lát. Còn cô chỉ khẽ cười, đừng hiểu lầm. Anh mua giúp tôi bao lì xì nhét chỗ tiền này vào, coi như tôi mừng đám cưới anh cuối cùng đã đập tan được vẻ điềm tĩnh đáng chết đó của anh, ít nhiều cũng khiến cô có cảm giác thành công vì đã chiếm được thế thượng phong bước chân của tố diệp cũng thoải mái như ngữ điệu của cô vậy nói xong định rời khỏi phòng sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi cảm giác tức thở toát ra từ người đàn ông đó ngón tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa thì người đàn ông bất ngờ cất lời một giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ vang lên sau lưng cô cô thường làm thế này à giọng nói của anh dễ nghe vô cùng tố diệp không thể không thừa nhận nó cũng đậm đà như hơi thở anh trầm lắng và quyến rũ lọc vào tai có thể khiến con tim bồi hồi chỉ có điều những lời nói bất chợt đó của anh khiến cô có chút hoảng hốt, ngón tay bỗng cứng đờ. Nửa giây sau cô mới hơi nghiêng đầu, chỉ nhìn thấy hình bóng cao lớn không rõ ràng của anh. Lần này tới lượt cô im lặng, nở một nụ cười đầy chế giễu, mở cửa rồi đi thẳng không hề ngoái đầu lại. Mấy trò tình một đêm này lúc nào đàn ông cũng là kẻ săn mồi, sau đó lại dương dương tự đắc vì thành quả đạt được sau một đêm. Cô, Tố Diệp, muốn dùng chính cách này để nói với anh ta rằng, đừng mừng thầm đắc ý một cách mù quáng là bổn cô nương đây ăn tanh. Chuyện tình cảm nam nữ, mặc dù cô không sành sỏi nhưng cũng không thích giả vờ ngây thơ. Trong thời đại thèm thùng vật chất này, người yêu mới luôn là tình cũ của kẻ khác, cứ giả bộ như vậy quá mệt. Căn phòng lại trở về với trạng thái yên tĩnh vốn có, lần này rơi hẳn vào tĩnh mịch, đến nỗi có thể nghe được cả tiếng cánh hoa ngọc lan rụng xuống bên cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên cổ tay áo sơ mi đầy tinh xảo của anh, phản xạ lại một màu đen xa hoa. Chuông điện thoại vang lên hết lần này tới lần khác. Vẫn là những tiết tấu nhàm chán và truyền thống ấy, giống như những lần mặt trời mọc rồi lặn suốt bao năm tháng thăng trầm. Anh nhận điện thoại. Ánh sáng phát ra từ chiếc măng xét cao quý va chạm với ánh sáng trong không trung, vỡ tan, tạng mãn khắp nơi. Đầu kia điện thoại vẫn kính cẩn như thế, anh niên. Xe đã chuẩn bị sẵn sàng cho anh rồi, người đàn ông thản nhiên cất điện thoại đi. Ánh mắt khẽ sao động khi lướt qua những tờ tiền xanh, bờ môi mỏng hơi nhếch lên, nhưng những đường nét trên gương mặt hơi nghiêng thì vẫn điềm nhiên và bí ẩn như thế. Tiết trời thế này đến cả sắc hoa cũng trở nên ấm áp. Cánh hoa đào rụng đầy một khoảng trời. Gió xuân khẽ vuốt ve gò má, còn tinh tế rải thêm hương hoa trong không khí. Chỉ có điều, nếu đứng từ độ cao 68 mét nhìn xuống dưới, thì cơn gió lại như lưỡi đau dết trồng, từng đau từng đau quét qua như muốn lấy mạng người ta đứng bên cầu nhảy, tố dịp vứt quả táo trong tay mình vào thùng rác rồi ung dung tiến lên trước, cứ thế ngồi thẳng xuống tấm ván, hất cầm lên nhìn người đàn ông đã buộc chặt đai cao su vào đôi chân trần từ lâu, quể oải nói, anh kỹ này, rốt cuộc là anh có định nhảy hay không? Tôi đã ăn xong cả một quả táo rồi mà anh vẫn còn do dự đứng ở đây, hôm nay tố dịp ăn mặc rất thoải mái, chiếc áo da mỏng kiểu ngắn, quần bò mại trắng, ống quần được sắn lên rất tùy tiện dưới chân là một đôi bốt trung tính bằng da bò của hãng Doctor. Martens. Mái tóc xoăn dài được buộc lên sau chiếc mũ lưỡi trai. Chiếc kính râm có thể che đi đôi mắt xinh đẹp của cô nhưng không thể che khuất những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt. Ánh nắng ngày xuân chiếu lên làn da trắng trẻo của cô càng khiến nó trở nên sáng rực như được phủ một lớp lòng trắng trứng. Ăn mặc như vậy, trong sự kiều diễm lạnh lùng, còn toát lên vẻ phong độ. Người đàn ông họ kỹ ít nhiều cũng cảm thấy hổ thẹn. Ánh mắt anh ta đúng là có thể làm người ta mê muội. Nhưng những giọt mồ hôi lắm tắm đầy trán đã khiến anh ta trông lem nhem từ lâu. Đối diện với cái nhìn của Tố Diệp, sự khó xử của anh ta càng bị chiếc kính râm của cô phản chiếu rõ nét hơn, tôi thật sự sợ độ cao. Vậy mà còn đến xem mặt tôi, Tố Diệp khẽ nhíu đôi mày lá liễu. Người đàn ông há hốc mồm, nửa ngày mới dặn ra được một câu, sợ độ cao và đi xem mặt có quan hệ tất yếu sao. Anh thấy sao, Tố Diệp nói xong bèn đứng dậy, cũng đưa tay kéo anh ta dậy, anh đứng lên nói chuyện đã. Người đàn ông run run lão đảo đứng dậy, liếc nhìn mặt nước chảy xiết dưới chân, căng thẳng nuốt nước bọt cái ức. Tố dịp nhìn thấy không nhìn được cười, khẽ hắn giọng, chỉ mới có 68 mét thôi câu này nói ra khiến người đàn ông suýt chút nữa thì ngã ngửa. Rồi sao nữa, dường như anh ta dự đoán cô vẫn chưa nói hết câu. Thì tôi cảm thấy, độ cao này anh có thể chịu được, tố dịp nhún vai, rồi lập tức đạp một cái vào mông anh ta mà không hề báo trước lãnh đạm bổ sung thêm đợi khi nào anh có gan hoàn thành trò buông dơ này thì hãy đến bàn chuyện xem mặt với tôi từ trong khe núi vang lên tiếng hét thất thanh của người đàn ông tiếng vọng lại giống như một tảng đá làm hàng ngàn lớp sóng xao động khi tố dịp quay trở lại phòng nghỉ vip màn hình tivi lớn trên tường đang hừng hực khí thế phát đi tin tức kinh tế mới nhất tập đoàn tinh thạch thông qua hàng loạt sự trù bị rùm beng khắp nơi như tổ chức lại cơ cấu công ty triển khai thu hút vốn, thì vào 8 giờ 50 phút theo giờ Mỹ đã chính thức mở cửa giao dịch tại sàn Nasdaq. Theo đó, Tập đoàn Tinh Thạch đã thành lập Ngân hàng Đầu tư, Cố vấn Pháp luật, Kế toán viên cao cấp trong Hội đồng Cố vấn Giao dịch tại nội địa. Vừa trở về nước, anh Niên Bách Ngạn, người có kinh nghiệm phong phú trong ngành cung ứng đá quý, đã nhận được 100% phiếu bầu, đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn. Sáng sớm nay, trong buổi họp báo, anh Niên Bách Ngạn tiết lộ, tiếp theo đây tập đoàn sẽ cho xây dựng một showroom dê ở bắc kinh trở thành showroom cao cấp thứ ba sau hồng kông và thượng hải tập đoàn tinh thạch khởi nghiệp từ đá quý từ việc cung ứng đá quý cho tới việc mở rộng sang thị trường bán lẻ các thương hiệu hàng đầu tới nay đã trở thành một đại diện cho thương hiệu đá quý cao cấp nasdaq tên đầy đủ là National nộ asukitotin up security dealer automate quatatin system là một sàn giao dịch chứng khoán ở hoa kỳ đây là sàn giao dịch điện tử lớn nhất tại Hoa Kỳ hiện nay, cũng là sàn giao dịch lớn nhất thế giới. Tố dịp yên lặng nhìn màn hình, gương mặt vô cảm. Trên màn hình là từng bức ảnh các thương hiệu tập đoàn tinh thạch điều hành cũng như đã đưa vào hoạt động. Những tấm ảnh này làm hai mắt cô đau nhất. Bất giác chiếc đai của ba lô bị cô nắm càng lúc càng chặt, ghi chặt đến nỗi lòng bàn tay đau buốt. Lên sàn giao dịch rồi sao? Ông trời đúng là không có mắt ánh mắt tố dịp dần xen lẫn chút sắc lạnh. Cảm giác lạnh ngắt này đủ để đẩy lùi tiết xuân ấm áp tháng 3. Khí lạnh cũng từ từ lan tràn khắp da đầu cô. Cuối cùng, thậm chí cô còn cảm thấy cả người lạnh toát. Nghĩ gì thế? Ngay ngốc đứng ở đây như sắp hóa thạch đến nơi vậy, một giọng nói trong veo vang lên đồng thời một đôi tay đập lên bả vai tố dịp. Cảm giác ớn lạnh trong phút chốc bị xua tan. Ánh nắng rực rỡ lại trở lại nơi đáy mắt sâu thẳm của tố dịp khi đối diện với gương mặt hớn hở đến không thể nhìn được cười đó, tia sáng trong đáy mắt cô tự như một đốm lửa xanh lam bùng lên giữa bầu trời đêm. Đang nghĩ xem cậu có thể đến, hộ giá, được không, nói xong câu này, tố dịp lại bất giác đưa mắt nhìn lên màn hình, trên đó đã chuyển sang chương trình quảng cáo một nhãn hiệu dầu gội nào đó, sự bực dọc không tên trong lòng cô cũng tan biến. Trước nay cô luôn cho rằng Lâm yêu yêu chính là cứu tinh của mình. Bây giờ cũng chỉ có cậu mới có thể sai bảo mình thôi. Lâm Yêu Yêu cười vui vẻ với cô, mình biết rồi. Lương Tâm cậu thức tỉnh, định mời mình ở lại một đêm ở làng du lịch phải không? Lâm Yêu Yêu là bạn học cũ Kim Bè Lũ của Tố Diệp. Hai người học chung một trường đại học nhưng khác chuyên ngành. Tố Diệp học chuyên ngành tâm lý còn Lâm Yêu Yêu thi đổ chuyên ngành trung văn. Ngày đầu tiên học sinh mới nhập trường, taxi mà cô và Lâm Yêu Yêu ngồi đã đổ trước cổng trường đại học cùng một lúc. Phải chạy đuổi theo sau đám anh chị khóa trên được gọi là nhiệt tình, cứ cố chen lấn để được cầm hành lý giúp hai người họ, nhưng kết quả lại mang hành lý của hai bọn họ vào nhầm phòng. Cuối cùng sau khi hành lý được trả về, bọn họ như mới gặp đã thân quen. Tố dịp rất đẹp, trời cao dường như đã ban tất cả những gì tuyệt vời nhất cho cô, cao ráo trắng trẻo, một đường công hình chữ S hoàn hảo và một gương mặt kiều diễm khiến người ta phải mê mẩn. Lâm yêu yêu cũng là một cô gái xinh xắn. Cô ấy thuộc mẫu người vừa thông minh vừa khéo léo, nhanh mồm nhanh miệng tố dịp tính tình lạnh lùng lý trí lâm yêu yêu lại là người nhiệt huyết cảm tính một người nóng một người lạnh ngược lại lại trở thành đôi bạn tuyệt nhất sau này tố dịp ra nước ngoài du học tới tận khi lấy được bằng tiến sĩ lâm yêu yêu lúc học lên cao học đã đổi sang chuyên môn khác một lòng muốn theo đuổi ngành giám định đá quý nói như lâm yêu yêu thì đôi tay của một chuyên gia giám định còn cao quý hơn nhiều một đôi tay được đeo trang sức tố diệp nhướng mày nhìn lâm yêu yêu từ từ đập vỡ ý nguyện vĩ đại của cô ấy cô lâm à cô nghĩ nhiều rồi xe của mình bị chết máy hả ban đầu lâm yêu yêu sững sờ giây lát sau khi phản ứng trở lại thì gần như phát điên hai tay suýt chút nữa thì bóp chặt lấy cổ tố diệp cậu gọi một cuộc điện thoại bắt mình từ trong thành phố đến tận thanh long hiệp này không phải chỉ vì muốn mình đón cậu về nhà đấy chứ thanh long hiệp là một khu du lịch nằm tại quận hoài nhu bắc kinh tố dịp cười nhạt bả vai lâm yêu yêu tình yêu không phải là cậu đi bộ tới đấy chứ có thể đừng vờ việc nữa được không cậu cũng biết là mình lái mô tô tới mà chạy tới nỗi hai bánh xe sắp bay luôn rồi cứ tưởng tiện thể còn được đi nhờ xe cậu về thành phố cơ đấy cậu thì hay rồi còn phải nhờ xe của mình tới hộ giá lâm yêu yêu cố ý trừng mắt nhìn cô mình chỉ cho cậu một cơ hội để lập công chuộc tội thôi mà tối dịp mỉm cười nói xong cô cướp lấy chiếc chìa khóa xe trong tay cô ấy thế nào gọi là lập công chuộc tội cậu nói rõ ràng đã rồi hãy đi tố dịp lâm yêu yêu cứ thế chạy theo phía sau tố dịp vừa chạy vừa gào thét không khí ngào ngạt mùi hương hoa nó càng giống với hương vị của tình yêu hơn sắc xanh ngập tràn bầu trời cùng với sắc màu rực rỡ của hoa cỏ mùa xuân đập vào mắt một cách mãnh liệt chiếc mô tô của lâm yêu yêu đổ lại dưới bóng một cây ngọc lan trên bánh xe và ghế sau có mấy cánh hoa trắng rụng xuống con xe này của cô ấy thuộc kiểu cừu non có màu hồng phấn trong vừa đẹp vừa dễ thương sau khi tố dịp cưỡi lên còn gia tăng một nét đẹp khẳng khái tối hôm trước là cậu bỏ rơi mình sau khi nhìn lượng dầu tối dịp đội chiếc mũ sắt lên đầu rồi đưa cho lâm yêu yêu một chiếc khác hờ hững nói một câu lâm yêu yêu đón lấy mũ còn khoa trương ước lượng một chút cậu lại còn đổ thừa người khác trước à hôm kia cậu về nước đã hẹn trước là buổi tối chúng ta sẽ cùng ăn mừng cậu thì hay rồi mượn rượu để dính lấy một anh chàng đẹp trai kết quả mình vừa mới vào nhà vệ sinh một lát cậu đã đi theo anh ta rồi lá nhỏ à cậu làm vậy là trọng sắc khinh bạn một cách trần trụi đấy lá nhỏ là tên thân mật lâm yêu yêu rỗi việc nghĩ ra hàng lông mày lá liễu của tố dịp sắp xoắn lại thành bánh quẩy rồi quả nhiên là cô chủ động quyến rũ cô chưa từng làm chuyện như vậy mà anh ta là ai vậy? Một kẻ bị thịt thành thuộc ổn trọng khiến phụ nữ động lòng à. Cậu xông vào lòng người ta như xe mất phanh. Trong anh ta có vẻ hàng ngày cũng có rèn luyện, cứ đỡ cậu mãi sợ cậu bị ngã. Mặc dù anh ta khá trầm ngâm ít nói, nhưng đã vô cùng ga lăng trả hết tiền rượu giúp chúng ta. Lần này Lâm yêu yêu bắt trúng được kênh lá cải, hai mắt sáng như sao, cười với tố dịp một cách mờ ám. Tố dịp đâu còn cười được chỉ cảm thấy mồ hôi đang chảy từng giọt sau lưng như côn trùng bò. Một lúc lâu sau cô mới bình tĩnh đáp lại, mình không quen anh ta. Hả, tiếng của Lâm yêu yêu khiến chim trên cây đều hoảng sợ bay đi, nhưng trong cậu có vẻ rất thân thiết với anh ta mà. Mình còn tưởng ở nước ngoài hai người đã từng hẹn hò cơ đấy. Ánh mắt tối dịp bất giác tối sầm lại, giọng nói cũng có chút khàn khàn, mình sẽ không yêu nữa. Lúc này Lâm yêu yêu mới ý thức được mình đã lỡ lời, lập tức sáp đến trước mặt xin lỗi bạn yêu à mình xin lỗi nhé mình vừa rồi mình nói năng không suy nghĩ ngốc à mình đâu có trách cậu nụ cười lại xuất hiện trên bờ môi tố dịp cô xoay xoay cổ tay điều chỉnh lại tay ga của xe một chút lâm yêu yêu mím môi nửa giây sau đã chuyển đề tài vô cùng tài tình đến cả ngữ điệu cũng trở nên vui vẻ đúng rồi cậu đã quyết định đến làm ở phòng thực nghiệm tâm lý liên chúng rồi sao Sao tố dịp không hiểu sự nhọc lòng của Lâm yêu yêu Cô cũng thử thả lỏng tâm trạng Quay đầu nhìn khuôn mặt quể oải của cô ấy Gật đầu Lại bổ sung thêm một câu Nhưng lần này mình càng chú trọng cơ hội Có thể quay lại trường của dạy học hơn Vậy sau này mình nên gọi cậu là bác sĩ tố hay giảng viên tố đây Lâm yêu yêu cười ha ha Leo lên ghế sau Thật mừng là cậu có thể ở lại Bắc Kinh Cậu cũng biết là lúc đó mình rất lo rằng Trong lĩnh vực tâm lý Bắc Kinh không được bằng Thượng Hải có trường cũ của chúng ta gánh vác cũng không tồi nhưng mình chỉ sợ khuôn mặt xinh xắn cùng vóc dáng mê hoặc chết người không đền mạng này sẽ khiến cho mấy em sinh viên nam của cậu nghĩ bậy nghĩ bà đấy đám sinh viên đại học điên khùng lắm dễ cậu sẽ bị ép tới thất nghiệp không chừng cho dù mình không tự nuôi nổi bản thân chẳng phải vẫn còn cậu sao cô lâm à vì có cậu mình mới ở lại bắc kinh đấy khi nào mình thất nghiệp cậu phải nuôi mình tới già yên tâm đi mình không vào địa ngục thì ai vào? Mặc dù mình cũng quyết định sẽ đổi sang công ty khác, nhưng để nuôi cậu thì tiền bạc vẫn có thừa. Chỉ cần cậu đừng có mỗi ngày ăn hơn chục cân thịt bò và mấy cút rượu trắng là được rồi. Tố dịp nhướng mày, khởi động xe mô tô, đường đường là một thạc sĩ sao ăn nói lại đáng thương vậy, cậu lại đổi chỗ làm sao? Thế cậu đường đường là nữ tiến sĩ thì sao? Còn cần thạc sĩ như mình nuôi cậu, Lâm yêu yêu cố tình pha trò, rồi giải thích dự tính ban đầu của mình mình vừa mới nộp sơ yếu lý lịch chỉ là tìm một chỗ khá hơn thôi đối phương có chuyên ngành hợp với ý mình đương nhiên là mình đứng lại một cơn gió cuốn theo một giọng nói gấp rút xông đến trước mũi xe của họ cũng thành công ngắt ngang lời của lâm yêu yêu chiếc mô tô mạnh mẽ phanh gấp lại lâm yêu yêu cũng theo quán tính bất ngờ đập vào lưng tố diệp hết hồn đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài tố diệp trông vẫn rất bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trước mắt, có mái tóc như đã bị cơn gió xuân như đau chém rồng, xử lý qua, nhấn từng câu từng chữ, muốn chết thì tránh xa chút. Muốn đi. Đừng có hồng. Chúng ta phải thanh toán món nợ vừa rồi cô đá tôi đã, người đàn ông nghiến răng nghiến lợi, gương mặt ma quỷ đầy mê hoặc nổi lên một vẻ nhếch nhác. Tố dịp nhìn anh ta từ trên xuống dưới, điềm nhiên nói, vẫn có thể mạnh mẽ tới tìm tôi tính sổ, xem ra 68 mét đối với anh mà nói không thành vấn đề lần sau có thể thách thức một độ cao khó hơn đấy cô đợi đã xảy ra chuyện gì vậy lâm yêu yêu không kiềm chế nổi nữa ngó đầu ra nhìn tố dịp hai người quen nhau à không quen hả lâm yêu yêu lại ngơ rồi con bé này sao vừa mới về nước đã có số đào hoa rồi lại toàn là mấy tay ngàn người có một tôi tới đây xem mặt cô ta người đàn ông cố tình chêm vào một câu ơ ờ, lâm yêu yêu hai mắt trợn trừng kết quả đến cả trò buông dơ cũng không dám chơi. Yêu yêu, cậu cũng biết mình sở trường nhất là trò gì rồi đấy, tố dịp cười khẩy, bổ sung thêm. Người đàn ông nghẹn giọng, không thốt nên lời. Lâm yêu yêu đại khái đã đoán ra là xảy ra chuyện gì rồi. Đối với tính tình của tố dịp, cô vẫn hiểu khá rõ. Cô hắn giọng, nhìn về phía anh chàng đẹp trai, liễu yếu đào tơ này, anh à. Anh biết là đàn ông và phụ nữ muốn trở thành người yêu ít nhất cũng phải đi chơi cùng nhau. Cô ấy là đội trưởng đội chinh phục đỉnh Everest, không hẹn anh lên tận đó xem mặt đã là tốt lắm rồi. Đỉnh Everest. Himalaya, người đàn ông bắt đầu lắp bắp. Tố dịp chỉ cười nhạt, không nói gì, lại nhanh chóng khởi động xe. Ấy, tô tiểu thư. Anh gọi ai là tiểu thư thế hả, lần này tới lượt lâm yêu yêu không vui. Anh ta lập tức chữa lại, xin lỗi, xin lỗi. Ý tôi là tôi thật sự sợ độ cao. Từ góc độ tâm lý học mà nói, sợ độ cao chỉ là một triệu chứng tương đối đơn giản trong chứng bệnh hoảng sợ, là cơ chế phòng ngự của bản thân anh đang quấy rối. Vừa rồi đạp anh xuống là dùng cách nhanh nhất để phơi bày sự kích thích mà anh e sợ, để anh làm quen với nỗi sợ hãi này. Phương pháp này gọi là trị liệu trang ngập. Tố dịp từ từ ngắt lời anh ta, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho anh ta, lời ít ý nhiều, anh có thể gọi tôi là bác sĩ tố trị liệu vừa rồi coi như tôi tặng miễn phí cho anh. Muốn khỏi hẳn bệnh anh có thể tới tìm tôi. Tôi sẽ xem xét tình hình mà giảm giá cho anh. Trị liệu tràn ngập flooding therapy trong phép trị liệu này, người bệnh tưởng tượng những hoàn cảnh thật kinh khủng và khi sự lo âu được dập tắt đối với những hoàn cảnh ấy, hiệu quả sẽ lan rộng ra đối với những hoàn cảnh ít kinh khủng hơn. Người đàn ông kinh ngạc, vô thức nhận lấy tấm danh thiếp, cúi xuống nhìn chuyên gia phân tích tâm lý tố dịp kim bác sĩ tâm lý học thực nghiệm trong mơ, bên dưới là một dãy số điện thoại. Anh ta còn chưa kịp hoàn hồn trở lại, tiếng khởi động xe ầm ầm đã vang lên bên tai. Quay đầu lại, chỉ còn thấy một làn khói mù mịt. Cơn mưa rào gột sạch sự náo nhiệt của thành phố Bắc Kinh. Mưa bụi cuốn cảnh đêm bay mất. Sấm chớp thi thoảng vang dội trong đêm khuya đã rửa sạch vẻ hào nhoáng của thành phố này, chỉ giữ lại dải ánh sáng lờ mờ của đèn đường. Đường Trường An vẫn tắt nghẽn giống một con rồng dài ngoằng như mọi khi. Đèn đuôi xe đỏ rực và ánh sáng của ti chấp lóe lên hòa lẫn vào nhau. Cảnh tượng ấy dưới thời tiết như thế này, trông vô cùng tráng lệ. Phòng tâm lý liêm chúng ở tầng 19 San Litun Sohu trong khu văn phòng sầm Quốc, nằm cách một con đường, đối diện với khu Sanlitun Litun Village và các quán bar, chiếm cứ được sự thuận tiện, thiên thời địa lợi với phong cách tiểu tư sản, là một phòng tâm lý có uy tín, hợp doanh với nước ngoài. Ngoài việc nhận những vụ án quan trọng, cơ quan còn phụ trách nghiên cứu hành vi tâm lý và nhiệm vụ thực nghiệm. Những nhà tâm lý học có thể được làm việc ở đây đều có học thuật và hoàn cảnh không thể xem thường. Một cơ quan cao cấp có sẵn thiên thời và địa lợi, nhân hòa đương nhiên sẽ không thể thiếu được. 9 giờ rưỡi tối, cuộc sống về đêm ở Sanlitun bị cơn mưa rào ép đến mức phải im hơi lặng tiếng. Lớp trang trí dưới hàng loạt các biển hiệu quảng cáo không ngừng nhấp nháy rõ ràng đã không còn hấp dẫn nhân viên làm việc trong liêm chúng vẫn còn đang tăng ca, sự nhiệt tình trong công việc hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ, chỉ có điều vụ án này hơi hóc búa. Vương Bình đã từng phải trị liệu ở trung tâm của chúng ta hơn một năm trời vì mắc chứng trầm uất nghiêm trọng. Tháng trước đã nhận được thông báo bình phục. 10 giờ 59 phút tối qua đã bất ngờ ngã xuống lầu tử vong. Phía cảnh sát đã mở rộng điều tra đối với chồng của Vương Bình chồng của cô ta một mực khẳng định rằng vì Vương Bình mắc bệnh thần kinh nên đã nhảy lầu dẫn tới tử vong. Vì việc này, phía cảnh sát hy vọng chúng ta sẽ phối hợp điều tra, người đứng phía trước màn chiếu giới thiệu vụ án là bác sĩ tâm lý danh tiếng Hà Minh thuộc phòng tâm lý liêm chúng. Anh ta ăn mặc không chút cẩu thả, trong giọng nói tuy có chút tùy ý nhưng trên trán nổi bật một vẻ nghiêm nghị. Bây giờ tất cả mọi chứng cứ đều bất lợi đối với liêm chúng của chúng ta. Phía cảnh sát cũng nói rồi, hiện trường không có dấu vết giằng co khả năng vương bình tự sát là rất lớn rất rõ ràng đến nay tất cả mũi nhọn đều chĩa vào đầu chúng ta người vừa nói là phương bội lôi sở trường về trị liệu bằng thôi miên dung mạo xinh đẹp thái độ có phần kích động không lâu trước đây cô ta đã trở thành hội viên hội học thuật trị liệu thôi miên lâm sàng tại hoa kỳ ngồi tại đây ngoài hai vị kể trên ra còn có bảy tám vị bác sĩ chuyên ngành trị liệu tâm lý trong đó có một người là giám đốc phòng tâm lý liêm chúng giáo sư tâm lý học nổi tiếng đinh khải bằng sau khi nghe những lời của phương bội lôi hàng lông mày ông nhíu chặt lại tóc mai hai bên dưới ánh chớp chiếu rọi ngoài cửa sổ trông càng trắng xóa ông liếc nhìn đồng hồ từ từ nói chúng ta đợi bác sĩ tố thêm một chút nữa không chừng cô ấy sẽ có quan điểm khác vị nữ tiến sĩ vừa mới về nước đó ư trong nụ cười nhẹ nhàng của phương bội lôi có chút cao ngạo giám đốc đinh Vụ án của Vương Bình trước giờ đều do tôi và bác sĩ Hà theo đuổi. Xảy ra chuyện ngoài ý muốn ngay cả chúng tôi còn chưa tìm ra nguyên nhân. Cô bác sĩ tố đó đến tình hình còn chưa hiểu rõ, cho dù có tới chẳng qua cũng chỉ là bảo sao biết vậy. Giám đốc há hốc mồm, vừa đang định mở lời giải thích thì một vị bác sĩ trị liệu bên cạnh cũng lên tiếng bên vực, "Giám đốc, chúng tôi thật sự không hiểu tại sao anh phải mời một tổ trưởng ở ngoài về." Cô tố dịp đó thông tin cá nhân thiếu hụt một cách trầm trọng. Cô ta vuông hay tròn chúng tôi còn chưa nhìn thấy, cộng thêm việc cô ta mới chỉ có 28 tuổi, sao có nhiều kinh nghiệm như vậy được. Những người khác cũng bắt đầu bàn luận xôn xao. Giám đốc Đinh Khải bằng từ đầu tới cuối chỉ yên lặng nhìn họ, trong lòng sáng như gương. Tất cả các bác sĩ trị liệu ở đây có ai không muốn tranh giành chức tổ trưởng. Chính vì ông muốn đập vỡ sự cân bằng nên mới đặc biệt mời cán bộ cao cấp bên ngoài về. Đợi sau khi mấy người mồm năm miệng 10 đó ngừng lại, ông giơ tay ra, làm động tác vỗ về tâm trạng của mọi người kinh nghiệm lâm sàng của tố diệp có lẽ không được nhiều như các vị nhưng quan điểm của cô ấy rất đặc biệt từ mấy năm trước tôi đã chú ý tới luận văn thạc sĩ của cô ấy đích thực là một nhân tài hiếm có hà minh châu mày cho dù cô ấy có nhẫn nại thế nào đi nữa thì cũng chỉ là lý luận suông ví như đối với vụ án của vương bình đến phía cảnh sát cũng bắt đầu nhận định rằng cô ta tự sát tất cả mọi người dường như đều khẳng định chắc chắn như vậy toàn bộ đều đứng về một phía lẽ nào cô ấy còn có thể tìm ra được chứng cứ bất đồng sao tôi không tin tất cả mọi người đều đứng về một phía chưa chắc lúc nào cũng là chuyện tốt ví dụ như khi bọn họ đều đứng cả về một bên thuyền một giọng nói cắt ngang lập luận của hà minh lưu loát dứt khoát đến cả tiếng giày cao gót đi cùng cũng không hề tạo một chút cảm giác dây dưa vương bình không tự sát nghi vấn nằm trên người chồng cô ta tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía cửa phòng họp, một cô gái trông rất chững chạc, lạnh lùng xinh đẹp, bộ quần áo công sở cắt ngắn một cách khéo léo dường như vẫn không thể che đi thân hình khiêu gợi của cô, chiếc đầm dáng ngắn càng làm tôn lên tư thế hoàn hảo, đôi chân thon dài không một vết sẹo, rực rỡ như trăng sáng. Phía sau cô chính là khung cửa sổ sát sàn. Từng hạt mưa lập độc đập, đập lên cửa sổ chảy thành những vệt nước dài. Cô như người cá trong đêm mưa, đẹp đến mê người. Trong tay cô cầm một chiếc ô, có mấy lọn tóc xoăn dài bị nước mưa thấm ướt nhưng chỉ càng tăng thêm mùi vị gợi cảm như một bông hoa anh túc tất cả các đồng nghiệp nam đều nuốt nước bọt ừng ực đinh khải bằng có phản ứng đầu tiên vội vàng bước lên chào hỏi trịnh trọng tuyên bố với mọi người vị này chính là bác sĩ tố tố diệp tổ trưởng được mời tới phòng tâm lý liêm chúng lời nói vừa kết thúc có người mở đầu vỗ tay trước dần dần tiếng vỗ tay càng lúc càng to Tố Diệp yên lặng nhìn bốn xung quanh, rồi lại đưa mắt về bức ảnh được chiếu trên màn hình, đi thẳng tới trước bàn hội nghị, thẳng thừng giơ tay tắt máy chiếu đi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Tôi nhận được điện thoại của giáo sư Đinh, sở dĩ vội vàng tới chỉ là muốn nói rõ vài điểm sau đây, giọng nói của cô mát lạnh nhưng có độ trầm bổng, giống như cơn mưa ngoài cửa sổ, đầu tiên, Vương Bình đã hồi phục. Trên đường trở về nước, tôi đã đọc hết tất cả các tài liệu lưu ở đây bao gồm cả tài liệu của cô ấy vào lần cuối cùng cô ấy tiếp nhận trị liệu tâm lý có đề cập tới tất cả những giấc mơ của mình chúng đều rất trong sáng và tự tại từ nội dung những giấc mơ đó hoàn toàn có thể thấy cô ấy đã phục hồi tư duy logic bình thường không còn thể hiện trạng thái bị những uất ức quấy nhiễu thứ hai tôi khuyên các vị nên chú ý tới hành vi tâm lý của chồng vương bình anh ta quanh năm ở bên người bệnh tâm lý liệu có phải đã hình thành sự rối loạn rất lớn không không có bất kỳ dấu vết giằng co nào, tôi cũng có thể hiểu rằng Vương Bình khi đối mặt với chồng mình dường như không hề nghĩ tới chuyện phản kháng, khả năng Vương Bình bị anh ta giết cũng rất lớn, cuối cùng. Tốc độ nói của cô rất nhanh, tư duy logic lại vô cùng chặt chẽ. Khi nói tới đây, cô hơi ngừng lại một chút, đưa mắt nhìn về phía Phương Bội Lôi và Hà Minh một cách chính xác, trong thanh âm lạnh nhạt có thêm một chút nghiêm nghị, nếu thật sự là Vương Bình tự sát, tôi khuyên hai vị có thể nghỉ hưu sớm được rồi đến cả việc vương bình đã thật sự khỏe lại hay chưa cũng còn nghi ngờ vậy thì đương nhiên tôi cũng sẽ nghi ngờ sự chuyên nghiệp của hai vị bác sĩ đây hà minh vô cùng xấu hổ phương bội lôi cũng đỏ ửng mặt mày bỗng nhiên đứng dậy cô ta đang định tranh luận lại thì đinh khải bằng đã chặn đứng bác sĩ tố cô nghi ngờ chồng của vương bình có vấn đề về tâm lý đây là báo cáo đánh giá tâm lý mà chồng của vương bình đã làm khi được thăng chức khi nào các vị xem xong tốt nhất là nên giao lại cho phía cảnh sát. Vương Bình tự sát hay bị anh ta giết hại, điều này phải do cảnh sát quyết định. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là chồng của Vương Bình mắc bệnh tâm lý, tố dịp rút một bản báo cáo từ trong túi sách ra, đặt lên bàn họp. Từ lúc bắt đầu tới khi bản báo cáo được đặt lên bàn, gần như cô nói liền một hơi, quyết đoán và lão luyện. Những người còn lại thì hít sâu. Bọn họ đều không thể ngờ một người chỉ nhảy dù như cô lại tốn nhiều công sức như vậy. Đến cả phương bội lôi cũng sững sờ, nửa ngày mới cầm lấy bản báo cáo và ngồi xuống. Đinh Khải Bằng dường như cũng thở phào nhẹ nhõm, gương mặt xuất hiện nhiều nụ cười hơn, rõ ràng đã ung dung thoải mái hơn nhiều. Ông thật sự đã không nhìn lầm người, đang định khen vài câu không ngờ Tố Diệp đã nói trước, giáo sư Đinh. Một tuần sau mới là ngày tôi nhậm chức. Hôm nay coi như tôi tăng ca tạm thời. Còn nữa, vì vẫn chưa chính thức làm việc ở đây, nên xe của tôi đành phải đổ ở khu để xe dưới tầng hầm, hơn nữa tôi còn phải tự bỏ tiền, liền sau đó, cô rút một mảnh giấy ở bên cạnh, lướt nhanh một dãy số lên trên, đút vào tay ông ta, đây là tài khoản ngân hàng của tôi, lương tăng ca cộng thêm phí gửi xe, ngày mai ông hãy gửi cả vào tài khoản này. Hả, e là cả đời Đinh Khải Bằng cũng chưa từng trải qua chuyện nào như vậy. À, còn nữa, con người tôi không có thói quen làm thêm giờ tối dịp đi ra tới cửa mới sực nhớ ra điểm này quay lại bổ sung thêm một câu với đinh khải bằng đằng sau cô là ánh đèn xuyên qua màn mưa bụi soi rọi vẻ đẹp như thật như giả đến tận khi tiếng giày cao gót hoàn toàn biến mất không biết ai đã thốt ra một câu đẹp thật cá tính quá đi lúc tối dịp đi xuống tầng một cơn mưa ngoài trời càng lớn hơn tiếng sấm dữ dội cùng với những hoa văn hình nước vỡ tan trên nền gạch hoa giống như một trận hủy diệt với khí thế hào hùng của Thượng Đế. Lại một tia chớp lóe lên, soi sáng vào màn hình tinh thể lỏng ở tầng 1, 24 tiếng đồng hồ không ngừng phát các loại tin tức. Không thể tránh khỏi, Tố Diệp nhìn theo tia sáng ấy, thấy rõ nội dung chiếu trên bản tin. Vẫn là tin tức có liên quan tới việc tập đoàn tinh thạch lên sàn. Tiếng của bản tin rất nhỏ, hoặc có lẽ đã bị tiếng sấm ầm ầm vang dội ngoài kia che lấp mất. Tố Diệp đứng rất lâu trước màn hình TV, cho tới khi nghe thấy dòng tin niên bách ngạn, tổng giám đốc tập đoàn tinh thạch, hàng lông mày của cô bỗng nhíu chặt. Trước đây cô chỉ quan tâm tới tập đoàn tinh thạch mà không chú ý tới cái tên niên bách ngạn này. Anh ta rốt cuộc có lai lịch thế nào? Tập đoàn tinh thạch lên sàn thành công liệu có liên quan tới người này không? Tâm trạng của tố dịp rất hỗn loạn, sốt ruột muôn phiền. Không biết là vì tập đoàn tinh thạch hay vì cái tên niên bách ngạn xa lạ này hay có lẽ chỉ vì đêm nay mưa quá lớn, Khiến cô thêm phiền nhiễu. Hít sâu một hơi, một mùi ẩm mốc của mưa sông thẳng vào lồng ngực cô, làm cô sặc sụa, ho khan mấy tiếng. Sau khi cố gắng cầm chặt chiếc ô, cô quay người đi ra khỏi tòa nhà văn phòng. Qua làn nước, cô thấy chiếc xe jeep màu đỏ rực của mình được nước mưa gột rửa lại càng sạch sẽ hơn, giống như một ngọn lửa rực cháy đang chống chọi tới cùng với cơn mưa như thác đổ. Tố dịp chỉ mãi đi về phía chiếc xe của mình hoàn toàn không để ý tới một chiếc xe công vụ đang đổ cách đó không xa, một màu đen u tối, tự như đã hòa làm một với cơn mưa đêm nay. Sau khi chiếc xe đổ lại, cửa xe được mở ra. Người tài xế xuống xe trước, dương một chiếc ô màu đen ra, kính cẩn mở cửa sau. Đầu tiên là một đôi chân thẳng tắp trong chiếc quần âu màu đen thò ra, sau đó là một bóng hình cao lớn trắng rỏi của người đàn ông xuất hiện, dáng hình mạnh mẽ che giấu dưới lớp áo khoác mỏng mùa xuân, phẳng phiêu mà tôn quý chiếc ô màu đen che đi gương mặt anh, nhưng mơ hồ vẫn nhìn thấy chiếc cầm vuông vức. Giờ còn có cô gái đi loại xe này sao? Kiểu xe Jeep này không còn thấy nhiều nữa, đôi mắt sắc sảo của người tài xế nhìn về phía chiếc xe Jeep màu đỏ gần đó, bất chợt cảm thán một câu. Người đàn ông cũng nhìn theo. Cần gạt nước cùng một tia chớp sáng lóe lên khiến tấm kính chắn gió càng sáng rõ hơn. Gương mặt đẹp tuyệt trần của cô gái ngồi trong xe đập vào mắt anh một cách rõ nét. Mưa lộc bột rơi xuống chiếc ô, phát ra những thanh âm cảm động lòng người, rã rít như đang thôi miên. Anh đứng dưới tán ô, hơi nheo mắt lại, đôi mắt sâu hung hút từ đầu tới cuối cứ nhìn chầm chầm vào gương mặt cô gái ấy, không hề rời đi. Tổng giám đốc niên, người tài xế thấy anh nhìn chiếc xe Jeep không hề chớp mắt, thốt lên kinh ngạc. Lúc này người đàn ông mới thu lại ánh nhìn, nói với nhịp điệu vừa phải, vào trong thôi. Vâng, tổng giám đốc niên. Đêm nay có chút bất an làn gió đêm sau cơn mưa cuối cùng đã lấy lại vẻ dịu dàng, thổi qua những đóa hoa đinh hương bên ngoài, cánh hoa ào ạt rơi xuống mặt đất, nhùm tím cả một góc cửa sổ. Tối dịp ngủ không ngon giấc, đôi lông mày lá liễu khẽ nhíu chặt, vầng trán sáng bóng lắm tắm mồ hôi, như từng giọt nước lấp lánh sáng lên dưới ánh trăng. Bỗng nhiên cô giật mình tỉnh giấc. Khoảnh khắc trước khi thức dậy, dường như cô lại nghe thấy có tiếng hét gấp gáp bên tai mình, mau chạy đi, kèm theo vẫn là khúc nhạc lúc ẩn lúc hiện đó tố dịp ngồi bật dậy khỏi giường mái tóc dài xõa xuống vai trông như trong biển trong đầu cô cứ nghĩ mãi tới giọng nói trong giây phút nửa tỉnh nửa mê ấy còn cả đoạn nhạc đó tựa như một thanh âm xưa cũ khi gần khi xa nhẹ như tơ cô quay lại nhìn đồng hồ ở đầu giường một giờ rưỡi sáng lại là giờ này bao nhiêu năm rồi cô vẫn luôn nghe thấy giọng nói ấy vào khoảnh khắc sắp tỉnh lại một câu mau chạy đi, dứt khoát mà cấp bách, như báo trước một mối nguy hiểm nào đó còn chưa biết. Cả điệu nhạc đó nữa, một điệu nhạc cổ điển. Quan trọng hơn cả là, mỗi lần cô tỉnh giấc, thời gian luôn là một giờ rưỡi sáng. Cửa sổ mở tung, tấm vải trắng toát chầm chậm phấp phới trong gió, mùi hoa đinh hương cuốn lấy ánh trăng bay vào căn phòng. Tất cả đẹp một cách ảo mộng khiến cô có cảm giác mình vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Đột nhiên, di động vang lên, lại khiến Tố Diệp một phen khiếp đảm. Trong đêm tối tĩnh mịch thế này, chỉ một âm thanh cực nhỏ cũng khiến người ta run lên cầm cập. Cô ổn định tinh thần một lúc lâu mới cầm điện thoại lên, ấn nút nhận máy. Đầu bên kia, giáo sư Đinh sốt ruột vô cùng, "Bác sĩ Tố, tôi nghĩ kỳ nghỉ của cô phải kết thúc sớm hơn kế hoạch rồi." Lúc Tố Diệp mặc xong quần áo đi làm, Lâm Yêu yêu dụi mắt từ một căn phòng khác thò đầu ra, "Ở nước ngoài cậu học được cách mộng du đấy à?" có một nhân vật quan trọng tới liêm chúng, tối dịp tùy ý búi tóc lên, vị giáo sư Đinh này lại quên mất một sự thật rằng mình còn chưa nhậm chức bởi vì cô mới về nước, còn chưa tìm được căn nhà thích hợp, thế nên tạm thời ở nhờ nhà của Lâm yêu yêu. Thấy cô ấy bị mình đánh thức, cô bỗng thấy ấy nấy trong lòng. Biến thái quá đi, Lâm yêu yêu loẹt quẹt đôi dép lê, đi tới trước tủ lạnh, ngáp những tiếng uể oải, lấy ra một chai nước. Cho dù có bắt cậu đi hầu vương hầu tướng gì cũng không tới mức nửa đêm gà gáy chứ. Đúng thế. Lâm yêu yêu đứng dựa vào cửa, nhìn cười, thế thì cậu cứ từ chối thẳng thừng đi, sao còn chuẩn bị sẵn sàng chờ xuất phát thế? Tố Diệp cầm túi sách lên, nói chậm rãi từng tiếng một, mình cần phải đứng trước mặt nhắc nhở ông ấy một lần nữa, nói xong cô bay ngay ra trước cửa chính, thay xong giày cao gót, cậu ngủ đi, mình mang chìa khóa rồi. Âm cuối cùng bị tiếng sập cửa nuốt mất. Lâm yêu yêu lắc đầu, rõ ràng là không bỏ được công việc, đúng là cái đồ chỉ giỏi mạnh miệng. Sanlitun về đêm vẫn náo nhiệt như thế. Bầu trời tạnh ráo, nơi đây lại trở về với dáng vẻ phồn hoa vốn có. Đèn đường rọi sáng đường Nam và đường Bắc của Sanlitun. Trong không khí, tự hồ còn nồng nặc một mùi xa hoa trụy lạc. Phòng tâm lý liêm chúng ngược lại rất yên ắng, chỉ có phòng họp là vẫn sáng đèn. Lời kháng nghị của tố dịp bắn nhanh như dây pháo, cùng với động tác đẩy cửa đồng thời ập tới, giáo sư Đinh. Tôi cần phải tính lại tiền lương tăng ca của tôi, lời mới nói được ba phần tư, một phần ba còn lại cô đột ngột nuốt ngược trở lại sau khi nhìn thấy người đàn ông bất ngờ xuất hiện. Trong phòng không phải chỉ có mình giáo sư Đinh. Còn có một người đàn ông. Chính là gương mặt xa lạ mà điển trai ấy. Anh ngồi tại một góc của bàn họp, sau lưng là cảnh đêm phù hoa của Sanlitun. Ánh đèn hoa lệ giống như những bông pháo hoa bung nở trên bầu trời càng làm nổi lên những đường nét trên gương mặt sâu hung hút của người đàn ông này. Tối nay anh chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi đen mỏng manh, nhưng cài từng chiếc cúc áo rất cẩn thận, chỗ cổ tay có một luồng ánh sáng mờ mờ di động, không khó nhận ra đó là một chiếc măng sét vô cùng đắt giá. Tia sáng phát họa bờ vai trắng chắc rộng lớn của người đàn ông, một bóng hình cao lớn, mạnh mẽ khiến người ta không thể rời mắt. Có lẽ anh vẫn đang thảo luận vấn đề cùng giáo sư Đinh, đôi mày anh Tuấn cùng ánh mắt vô cùng cương nghị có thể anh không ngờ sẽ có người đột ngột đạp cửa xông vào giây phút tố dịp đẩy cửa vừa hay anh cũng ngẩng đầu lên khi ánh mắt anh nhìn về phía cô trong đáy mắt sâu hút khẽ lướt qua một tia sửng sốt nhưng biến mất rất nhanh sau đôi đồng tử sâu thẳm vô bờ bến ấy tố dịp hoàn toàn không ngờ rằng một lần nữa gặp lại người đàn ông ấy hơn nữa lại còn trong hoàn cảnh này thế nên khi ánh mắt người ấy rớt xuống gương mặt cô trong lòng cô bỗng trào dâng một sự bất ngờ chưa từng có cũng giống như sự ngỡ ngàng vào buổi sáng ám mùi khi tỉnh dậy trong vòng tay anh khi ấy. Bác sĩ Tố, cuối cùng cô cũng tới rồi. Mau lại đây, tôi giới thiệu qua hai người với nhau, giáo sư Đinh vừa nhìn thấy Tố Diệp là như nhìn thấy cứu tinh. Không cần giới thiệu nữa. Chúng tôi từng gặp nhau rồi, Tố Diệp bình tĩnh trở lại, đi tới phía trước bàn hội nghị, ung dung ngồi xuống trước mặt người đàn ông. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đặt mình xuống, tận sâu trái tim cô khẽ lướt qua một tia bất thường rất nhanh khiến cô không kịp kiểm soát nó giống như mơ hồ đang có một điều gì âm thầm thay đổi cô nhớ lại lời của lâm yêu yêu đúng vậy người đàn ông này cho dù một câu cũng không nói chỉ trơ trọi ngồi đó cũng đủ điều kiện khiến phụ nữ chủ động bắt chuyện anh có lẽ không ngờ cô sẽ thẳng thắn thừa nhận trong ánh mắt điềm tĩnh như có một ánh sao âm thầm lóe sáng anh không nói gì dựa thẳng cơ thể cao lớn ra sau ghế bờ môi mỏng hơi mím lại toát ra một nét quyến rũ đầy cương nghị. Thì ra hai vị đã quen nhau. Vậy thì chuyện này càng dễ làm hơn rồi, giáo sư Đinh vừa nghe vậy thì rất vui mừng, quay đầu sang nhìn người đàn ông, Tố Diệp là nhà phân tích tâm lý xuất sắc nhất trong phòng chúng tôi, hơn nữa còn đảm nhận vị trí tổ trưởng. Anh Niên, tôi nghĩ chuyện này bác sĩ Tố chắc chắn sẽ làm tốt. Ánh mắt người đàn ông một lần nữa hướng về phía Tố Diệp, giống như đang tìm hiểu gì đó. Đợi đã, tố diệp chủ động đoạt lại quyền phát ngôn nhìn thẳng về phía giáo sư đinh tôi vẫn chưa hiểu ý của ông vụ án cấp bách mà ông nói trong điện thoại chính là anh ta vì việc này rất đặc biệt không thể nói rõ ràng trong điện thoại được nên mới phiền cô tới văn phòng một chuyến giáo sư đinh hiểu tính tình của tố diệp nhẹ giọng vỗ về anh niên có thể đích thân tới trước chính là hy vọng mau chóng giải quyết việc này đương nhiên không phải anh niên xảy ra chuyện gì mà là công ty của anh niên tập đoàn tinh thạch có tập đoàn tinh thạch một sợi dây thần kinh nào đó của tố dịp như bị kích thích cô bỗng nhiên bật dậy sắc mặt vốn dĩ đã có chút sốt ruột cũng bất giác trở nên khó coi lần này cô nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông ấy lồng ngực như bị một tảng đá hàng ngàn cân đè nặng muốn hít thở cũng khó giáo sư đinh giật nảy mình vì hành động bất thình lình của cô cô chẳng phải hai người quen nhau sao sao mà xem ra chúng ta cần phải làm quen lại một chút rồi người đàn ông nãy giờ vẫn giữ im lặng cuối cùng đã lên tiếng thanh âm dày dặn không nhanh không chậm ngắt lời giáo sư đinh anh ung dung đứng dậy bóng dáng cao lớn gần như đã che phủ toàn bộ người cô đưa tay ra trước mặt cô tôi là niên bách ngạn tổng giám đốc tập đoàn tinh thạch tối dịp như nghe thấy một tiếng nổ lớn trong đầu có một khoảnh khắc cô gần như choáng váng cứ sững sờ nhìn trân trân người đàn ông với nét mặt như cười như không ấy một lúc lâu khả năng kiềm chế của niên bách ngạn vô cùng lợi hại từ đầu tới cuối tay vẫn giữ nguyên tư thế cũ nhẫn nại đối mặt với cô đôi mắt anh sâu tới mức có thể khiến người ta kinh sợ nó bình thản nhưng có một độ sát thương cực lớn giống như cất giấu một thứ quyền uy khiến người đối diện với anh bất giác đã bại trận bị ánh mắt ấy ép tới mức phải nộp vũ khí đầu hàng nhưng tối dịp không hề di chuyển tầm nhìn rõ ràng là cô đang không chú ý tới đôi mắt anh Ngoài sự kinh ngạc trào dân trong lòng, thì tên anh và hàng chữ tập đoàn tinh thạch cứ nhảy nhót trong đầu cô. Thì ra thế giới này bé nhỏ đến vậy, tới mức cô vừa về nước đã có liên quan tới tập đoàn tinh thạch. Từ buổi sáng cực kỳ mờ ám đó đến khi nghe bản tin về nó, rồi giờ lại gặp người đàn ông này. Một cuộc gặp cô cho rằng chỉ là ngẫu nhiên, như một bản nhạc đệm xen vào trong vô vàng người trên sóng trên đời, vậy mà vòng đi vòng lại, anh lại chính là niên bách ngạn, tổng giám đốc tiếng tâm lẫy lừng mà khi tinh thạch mới lên sàn đã đau to búa lớn, tên tuổi liên tục được đăng trên những trang tin tức kinh tế hàng đầu. Kiếp trước cô đã làm chuyện tội lỗi gì mà giờ nhất định phải dây dưa với bọn họ? Bác sĩ Tố, giáo sư Đinh sợ cô đắc tội với khách hàng, nhỏ giọng gọi cô một tiếng, thấy cô vẫn chưa có phản ứng gì, ông liền khẽ lay người cô, Tố Diệp. Lúc này Tố Diệp mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, ánh mắt rơi xuống đôi tay người đàn ông đôi tay to lớn của niên bách ngạn đặt trên mặt bàn. Lòng bàn tay tuyệt đẹp với những đường chỉ tay phân cách rõ nét. Móng tay được cắt gọn sạch sẽ. Từng ngón tay mảnh khảnh, lộ rõ những khớp xương, khi nắm lại có lẽ sẽ rất mạnh mẽ. Cổ tay áo che đi nửa mặt một chiếc đồng hồ, là kiểu đồng hồ dây có kinh điển, kim dây chạy từng nhịp điềm đạm mà đanh thép, như đâm từng tiếng vào tai tố dịp. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác của cô thôi, còn phòng họp thì quá yên tĩnh tôi là tố diệp nhà phân tích tâm lý mới gia nhập phòng tâm lý liêm chúng cuối cùng tố diệp vẫn đè nén con sóng đang cuồng trào trong lòng nhiều đó đủ để cô nhận ra vị niên bách ngạn này có một khả năng kiềm chế cảm xúc vô cùng mạnh vậy thì với tư cách một người chuyên nghiệp cô cũng không nên bỏ cuộc giữa chừng sau khi giới thiệu ngắn gọn về bản thân cô chìa tay ra bắt tay với anh lòng bàn tay anh ấm nóng sự tiếp xúc da thịt trong khoảnh khắc ấy khiến trái tim cô khẽ rung lên một nhịp hân hạnh Niên Bách Ngạn không nói nhiều nhưng lời nói ra rất có sức mạnh. Anh hơi siết chặt tay cô, ánh mắt bất giác cũng đánh giá người phụ nữ trước mặt. Tối nay, cô đẹp lạ thường. Có lẽ mặc thêm lớp áo công sở, ở cô toát ra một cảm giác chín chắn, hoàn toàn khác với buổi sáng hôm ấy. Không thể không thừa nhận, cô là một người phụ nữ rất gợi cảm và hấp dẫn. Chỉ có điều, ngón tay của cô hơi lạnh. Giây phút đầu từng ngón tay chạm vào lòng bàn tay anh tự như những hạt mưa rớt xuống, khiến anh nhớ tới câu băng cơ ngọc cốt. Băng cơ ngọc cốt, da như băng giá, xương như ngọc, chỉ người con gái cao quý thoát tục. Nhưng thưa anh Niên, tôi sẽ không nhận vụ án này đâu, phiền anh mời người khác tối dịp lại rút tay về, thốt lên một câu vô cùng lạnh nhạt. Cảm giác mát lạnh đó lướt qua đầu ngón tay Niên bách ngạn, cuối cùng chỉ còn sót lại dư vị nhẹ bẩn như tơ. Giáo sư Đinh ngẩn người đứng một bên, sau khi có phản ứng định lên tiếng khuyên nhủ. Tố Diệp bèn nhìn thẳng về phía ông ta và nói, giáo sư Đinh, ông không cần khuyên tôi. Lần trước tôi đã nói rồi, trước khi làm việc chính thức tôi sẽ không tiếp nhận bất kỳ vụ án nào, cũng sẽ không tăng ca. Tố, bác sĩ Hà và bác sĩ Phương đều có kinh nghiệm rất phong phú trong công việc. Tôi nghĩ bất kỳ ai trong hai người họ đều có thể đảm đương vụ án của anh Niên đây thứ lỗi tôi còn có việc xin phép đi trước tố dịp không cho giáo sư đinh bất cứ cơ hội nào nói lời khuyên nhủ cũng chẳng để ý tới sắc mặt của niên bách ngạn dứt lời liền quay người rời đi tố dịp trời đêm mỗi lúc một đầy đặc nhưng san Litoon lại là một khu phố không có đêm những khu vui chơi xa hoa bên kia đường dường như không thể yên lặng một giây phút nào tố dịp đi xuống vừa ra khỏi cửa thang máy một giọng nói trầm thấp đanh thép vang lên sau lưng Điểm suýt một nét mê hoặc cho đêm tối, bác sĩ Tố xin dừng bước. Tiếng giày cao gót đột ngột im bặt. Tố dịp quay người, thấy hơi bất ngờ. Cô không ngờ Niên Bách Ngạn sẽ đi theo cô xuống đây. Ánh trăng ngày càng mông lung, mùi hương nhàn nhạt đầu hạ xen lẫn trong làn gió đêm. Thi thoảng lại có những cánh hoa tung bay, ngăn ra một khoảng cách giữa hai con người. Bóng hình cao lớn của người đàn ông phản chiếu xuống nền đá hoa sáng loáng. Anh đứng ở đó, gọi giật cô lại chiếm thế thượng phong. Ngữ khí tuy dịu dàng nhưng lại ẩn chứa một vẻ quyền uy không cho phép từ chối. Những cánh hoa lấp ló giữa những sợi tóc của anh toát lên một cảm giác tôn quý rất không chân thực. Cô và anh chỉ cách nhau vài bước chân. Màn đêm sâu thăm thẳm. Bầu trời đầy sao trang hoàng thêm cho khung cảnh tĩnh mịch và tuyệt đẹp này. Cuối cùng niên bách ngạn vẫn phá vỡ sự yên tĩnh ngắn ngủi đó. Anh tiến lên từng bước một dáng người anh khiến cảm giác áp lực của tố dịp lại bất ngờ tràn về giống hệt buổi sáng hôm ấy anh dừng lại trước mặt cô bóng hình gần như đã bao phủ toàn bộ bóng cô mùi hương của người đàn ông len lỏi vào từng hơi thở của cô trong vắt như ly rượu trắng trong một đêm tối thế này đủ để khiến người ta ngất ngây bác sĩ tố vụ án này rất đặc biệt mong cô có thể suy nghĩ thêm một chút niên bách ngạn nói chuyện rất ngắn gọn dứt khoát ngữ khí không nhanh không chậm nhưng vẫn có thể mang lại một cảm giác nghẹt thở mơ hồ cho đối phương tố dịp ngẩng đầu lên đôi đồng tử duyên dáng nhìn thẳng về phía anh anh niên tôi vẫn chưa chính thức nhậm chức tiền lương tăng ca cần bao nhiêu tôi sẽ trả ánh mắt niên bách ngạn rất nghiêm túc xin lỗi tôi muốn được dành thời gian đi dạo phố hơn tố dịp đã tuyên bố rõ sẽ không nhận vụ án này nói xong cô bèn quay người bước đi nhưng chưa đi được mấy bước thanh âm từ tốn của niên bách ngạn lại cất lên anh không cao giọng cũng chẳng nhấn mạnh vậy mà vẫn mang lại cảm giác khiếp sợ tinh thạch đủ để giúp liêm chúng lấy lại uy tín và danh dự một lần nữa tối dịp dừng lại đột ngột quay đầu nhìn anh niên bách ngạn vẫn đứng đó không hề động đậy dường như anh đã sớm đoán được cô sẽ còn quay lại vẻ mặt anh vẫn điềm tĩnh như trước xen lẫn một chút kiên định vụ án của vương bình khiến uy tín của liêm chúng rơi vào khó khăn trước mắt, tôi là hy vọng duy nhất của mọi người. Tố dịp khẽ hít mắt lại, hai chân như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn chầm chầm niên bách ngạn cách đó không xa. Sắc mặt cô không một chút thay đổi, nhưng ruột gan đã nóng như lửa đốt. Một lúc lâu sau cô tiến lên trước, ngẩng đầu nhìn anh, nhấn mạnh từng chữ một, anh không thể biết được nội tình bên trong. Vụ án của Vương Bình chưa thẩm vấn công khai. Liêm chúng có phải chịu liên lụy hay không chỉ có người trong nội bộ của họ mới biết rõ báo cáo đánh giá tâm lý của chồng vương bình mà liêm chúng đưa ra trước đây còn cần xét duyệt thế nên khoảng thời gian này đúng là liêm chúng gặp rất nhiều khó khăn tôi là người làm ăn người mà tôi thấy hợp tác được đương nhiên tôi phải nắm rõ niên bách ngạn đáp nhẹ bẩn ánh mắt tố dịp không hề rời khỏi gương mặt anh trên đó cô nhìn rõ hai chữ bình tĩnh xem ra anh không hề nói dối cô đã xem thường niên bách ngạn này rồi còn tưởng rằng một lãnh đạo vừa từ nước ngoài trở về như anh vốn không biết cách tạo dựng quan hệ. Anh Niên. Anh đang uy hiếp tôi, tố dịp bất ngờ bật cười. Khi vẫn còn mơ hồ về tâm tư của đối phương, điều quan trọng nhất là không được sợ hãi. Là dụ dỗ, khóe môi Niên bách ngạn khẽ nhếch lên một đường công đẹp đẽ. Chỉ có điều tôi không hy vọng bác sĩ Tố còn chưa đi làm đã phải thất nghiệp rồi. Tố dịp nhảy bén bắt được một tia sáng lướt qua nơi đáy mắt anh đó là ánh nhìn như đã nắm chắc phần thắng chỉ có ở một thương nhân thành đạt điều này khiến cô lần đầu tiên có cảm giác phiền phức khi bị kẻ khác dắt mũi ánh mắt cô trở nên sắc lạnh anh niên tính sót một điểm tôi không phải một người có đạo đức nghề nghiệp thế nên không thể nào thắt cổ tự tử trên một cái cây câu gốc đừng thắt cổ tự tử trên một cái cây ý nói đừng chỉ dùng một cách để chết phải biến hóa đừng chỉ cố chấp dựa vào một người hoặc đi theo một con đường không chịu buông tay phải biết dùng cách khác hoặc đi đường khác để giải quyết vấn đề. Nói cách khác, việc anh ta định lấy vận mệnh của liêm chúng ra để đe dọa cô cũng chỉ là nói nhăn nói cùi Niên bách ngạn ngược lại rất dững dưng khi nghe được câu này, anh nhìn cô một lúc lâu mới lên tiếng, xem ra, bác sĩ tố rất kiên quyết, nói xong anh có vẻ đã thỏa hiệp, khẽ thở dài một tiếng, nếu đã như vậy tôi cũng không tiện ép cô. Đi thôi, để tôi đưa cô về. Tố dịp sững người, cô luôn cảm thấy anh ta không giống một người dễ dàng từ bỏ việc mình đã quyết định nói không chừng trên đường quay về cô sẽ đổi ý niên bách nhiên hơi nhếch môi như đã nhìn thấu suy nghĩ của cô cái cảm giác chết tiệt khi bị người khác thăm dò lại quay về cô khẽ nhíu mày hồi lâu không nói gì niên bách ngạn cũng im lặng kiên nhẫn nhìn cô từ đầu tới cuối anh luôn giữ một vẻ điềm tĩnh ngập tràn trong đôi mắt sâu thẳm ánh mắt ấy giống như một mặt biển nhìn không thấu mò không thấy đấy. Ánh trăng mờ ảo đêm nay còn tăng thêm cho nó một phần ý vị. Tố dịp két kiểu nhìn không chớp mắt này. Cô đảo mắt bốn xung quanh, vô tình một ngón tay của anh lạc vào mắt cô. Khi cô mở lời lần nữa thì chủ đề đã thay đổi, tôi đang chợt nghĩ, buổi sáng hôm đó có phải mình đã phí phạm chỗ tiền mừng rồi không? Ánh đèn đường và ánh trăng đang vào nhau giúp cô nhìn thấy rất rõ, ngón áp út trên bàn tay trái của anh không có gì cả niên bách ngạn cúi đầu nhìn theo ánh mắt cô dường như đã nhận ra bờ môi mỏng khẽ nở một nụ cười như gần như xa nhưng lại che giấu rất nhanh anh ngẩng đầu lên nhìn thẳng tố dịp một lần nữa mới phát hiện ánh nhìn của cô ngập tràn một sự mỉa mai giống như đang chờ đợi anh bị mất mặt ý cười trên môi tố dịp càng rõ nét hơn lần này cô có thể thoải mái thậm chí đường hoàng nhìn thẳng vào mắt anh ta đúng vậy đúng là cô đang muốn xem trò cười của anh ta trong không khí nhanh chóng vang lên giọng nói bình thản của người đàn ông, cô đưa tiền mừng, giờ tôi đưa cô về coi như đáp lễ, chúng ta hòa. Đứng đây đợi tôi, dứt lời, anh liền quay người đi lấy xe. Câu nói cuối cùng của anh ta thẳng thắn dứt khoát, có thể nhìn ra là một người đàn ông mạnh mẽ và quyết đoán. Tố dịp đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng hình cao lớn của anh dần mờ đi sau ngọn đèn đường. Cô nghiến răng, hay cho một niên bách ngạn, lấy nhu khắc cương, trả lời cẩn thận chặt chẽ đáng ra cô phải sớm đề cao cảnh giác với anh ta. Từ buổi sáng hôm đó gặp nhau cho tới giờ, anh luôn nói năng rất thận trọng. Số lần mở lời chỉ cần 10 đầu ngón tay của cô cũng đến hết. Nhưng chữ nào thốt ra cũng nhấn đúng vào trọng điểm, vừa đủ để gây khó dễ tới điểm yếu chí mạng của đối phương. Là một nhà tâm lý học, cô nên sớm nhận ra anh ta không hề đơn giản. Nhưng mà không sao, trước nay cô vẫn thích giao tiếp với những người thông minh. Người đàn ông này ở đâu cũng muốn khống chế người khác trước. Cô không tin mình không tìm ra được sơ hở của anh ta. Lúc tối dịp được Niên Bách Ngạn trở về tiểu khu, phía chân trời đã xuất hiện một tia sáng yếu ớt, dự báo một ngày mới đã sắp bắt đầu. Ánh sao và tia sáng phía đông đó đang cài vào nhau, dệt sắc trời thành một màu đặc biệt. Dọc đường đi, lời hai người nói đã ít lại càng thêm ít. Niên Bách Ngạn lặng lẽ lái xe, tốc độ xe cũng chậm rãi như cảm giác từ tốn điềm đạm toát ra từ anh. Tố dịp im lặng, ngắm nhìn thành phố ngoài cửa xe. Trong sự tĩnh mịch, mơ hồ ẩn chứa một cảm giác bất an. Sau khi xe dừng lại hẳn, tố dịp xuống xe trước, hai bên thái dương hơi căng lên, đau buốt. Cô ngủ vốn không được sâu giấc, còn chưa kể nửa đêm bị giật mình tỉnh giấc, rồi lại vội vàng tới cơ quan gặp gỡ một nhân vật ly kỳ như trong phim, khiến cho những sự việc cô trải qua đêm nay dường như cũng trở nên kịch tính. Niên Bách Ngạn cũng bước xuống, Lúc đóng cửa xe lại, hơi thở mát rượi thuộc về riêng anh từ trong xe bay ra, giúp cơn đau đầu của Tố Diệp dịu đi đôi chút. Tố Diệp cảm ơn, khi cô đang chuẩn bị đi vào khuôn nhà, người đàn ông ở phía sau gọi cô lại. "Đợi đã." Tố Diệp quay đầu. Niên Bách ngạn bước lên, ánh sáng nhạt nhòa chia đôi gương mặt anh, càng khiến các góc cạnh thêm phần sắc nét. Trong khung cảnh khi tỏ khi mờ, nơi đáy mắt sâu thẳm ấy như giấu một vì sao vỡ vụn đưa điện thoại đây anh đứng đối diện xòe tay ra trước mặt cô cái miệng vàng ngọc lại thốt ra thêm bốn chữ tố dịp ngẩn ra nhướng mày điện thoại điện thoại niên bách ngạn nhàm chán lặp lại lần nữa nhưng có nhấn mạnh thêm một chút đôi tay mảnh khảnh vẫn kiên nhẫn xòe trước mặt cô tố dịp không biết anh định làm gì cô hơi do dự một lát rồi rút điện thoại từ trong túi ra niên bách ngạn thẳng thừng cầm lấy sau khi hí hoáy một hồi anh lại lấy từ trong túi áo vét ra một món đồ tinh xảo, gặp lại cùng điện thoại đưa cho cô, vừa rồi tôi đã lưu số điện thoại của tôi vào di động của cô. Chiếc USB này có tài liệu bằng hình ảnh của vụ án. Sau khi cô xem xong, hoan nghênh cô gọi lại cho tôi bất cứ lúc nào. Chiếc USB áp sát trên chiếc điện thoại, cô muốn lấy di động về nhất định phải đồng thời cầm cả nó. Tối dịp quan sát anh. Thần sắc anh trông vẫn rất điềm nhiên một sự bực bội vô cớ dâng lên trong lòng cô. anh niên cũng làm khó người khác quá đấy, cô chưa từng gặp loại người nào như anh ta, trông thì có vẻ yên bình vô hại, kỳ thực lại rất sắc bén bá đạo. niên bách ngạn không nói thêm gì nữa, nhưng bờ môi khẽ nhếch lên một nụ cười hiếm hoi. anh nhìn vào mắt cô, tay vẫn đưa điện thoại. tối dịp trao mày, đành phải nhận lấy. tôi vẫn chỉ có câu đó, sẽ không nhận vụ án của anh. nói xong, cô quay người đi vào khuôn nhà tự hồ không cho niên bách ngạn cơ hội nói bất kỳ điều gì. Màn đêm bị tia sáng nơi chân trời xé toạc. Niên bách ngạn không rời đi ngay. Anh cứ đứng đó nhìn tố diệp dần khuất bóng. Sắc tím của hoa đinh hương đung đưa sau lưng cô. Mùi thơm chết người ấy như người con gái lẳng lơ hút mất hồn người khác, hệt như dáng hình cô vậy. Sau khi bước vào trong nhà, tố diệp vứt luôn điện thoại và USB lên mặt bàn uống nước. Cô nằm bò lên sofa, rủ rượi như sắp chết vì ngủ chưa đủ giấc, đầu cô đau buốt như bị người ta khều từng dây thần kinh ra ngoài. Lâm yêu yêu mặc váy ngủ từ trong phòng bước ra, vừa đi vừa ngáp, quể oải ngồi xuống bên cạnh tố dịp, đưa cho cô một cốc nước, gã đàn ông đó chẳng phải là người cậu chủ động bám dính hôm ở quán ba đó ư. Sao vậy? Lại tình một đêm rồi. Tố dịp đang uống nước, suýt nữa bị sặc vì câu nói của Lâm yêu yêu. Cô đặt ly nước lên mặt bàn, giơ tay phát cho cô ấy một cái, hôm nay cậu dậy sớm thế này hóa ra là để theo dõi mình sai là cậu đánh thức mình trước mình còn định nằm tới lúc cửa hàng bên dưới mở cửa thì đi mua quà sáng không ngờ vừa mở cửa sổ đã nhìn thấy cậu và người đàn ông đó thân mật ở dưới lâm yêu yêu toe toét ông chặt lấy tối dịp nở nụ cười xấu xa anh ta đẹp trai thật đấy đổi lại là mình chắc cũng sẽ nhớ mãi không quên này nói thật nhé hai người đứng cạnh nhau trông cũng xứng đôi lắm đừng nói linh tinh anh ta có vợ rồi tố diệp nhanh chóng nghĩ cách biệt cái mồm của cô ấy lại lâm yêu yêu vừa nghe đã sững sờ phải một lúc sau hai con ngươi mới dịch chuyển bỗng nhiên cô giơ tay lên cào vào cánh tay của tố diệp tố diệp không kịp tránh ngay tức khắc trên tay xuất hiện mấy vệt đỏ ửng cô cắn răng chịu đau lâm yêu yêu giờ là thời điểm khoái cảm đạt đỉnh cao của cậu đấy à dương vuốt ra cào người nhanh như vậy mình thấy cậu sốt ruột đến phát điên thì có lâm yêu yêu làm mặt nghiêm túc tối dịp suýt chết chìm trong những hồi súng liên thanh của cô ấy cậu biết anh ta đã có vợ từ khi nào trước đây đã biết rồi hay vừa mới biết cậu biết rõ anh ta đã có gia đình vậy mà còn lằng nhằng dây dưa dịp tự chết dẫm cậu khai thật với mình đi buổi tối hôm đó hai người rốt cuộc có quan hệ không tối dịp bị cô ấy ồn ào bên tai tới nỗi hoa mắt chóng mặt đầu óc như bị khuấy thành vũng hồ dáng rung lắc dữ dội khi bị công kích bởi chất giọng cao vút của Lâm Yêu Yêu. Cô ngẩng lên, dùng ngón tay mảnh khảnh ép chặt lên hai bên thái dương, rồi đứng dậy, cậu lắm chuyện thật đấy, cô thề, chất giọng của Lâm Yêu Yêu tuyệt đối là thứ vũ khí sinh hóa chí mạng. Này! Lá nhỏ, còn chưa nói rõ ràng chưa được đi, Lâm Yêu Yêu đưa tay túng chặt lấy vạt váy của cô. Buông ra! Còn kéo nửa rách váy bây giờ, tố dịp hét lên thất thanh. Vốn dĩ là chiếc váy ngắn, giờ gần như đã bị Lâm yêu yêu kéo lệch cả vị trí. Khó khăn lắm cô mới cậy được tay cô ấy ra, với tay lấy chiếc váy ngủ ở bên cạnh. Cô vẫn chưa có thói quen, chân thành thẳng thắn với Lâm yêu yêu. Nhưng lúc tay cô ấy vừa buông ra, tố dịp vội vàng đứng dậy. Mình cảnh cáo cậu đấy, đàn ông đã có vợ không thể dây vào, càng không được chạm vào. Lâm yêu yêu quát lên phía sau lưng cô, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, điệu bộ như kiểu chỉ tiếc rèn sắt không thành thế Ý nói, ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn. Đừng làm ồn. Mình phải ngủ bù đây, chưa tới trưa chớ gọi mình, tối dịp ngáp ngắn ngáp dài, đi vào phòng ngủ, vật vờ vẫy tay chào Lâm yêu yêu, dường như không có ý định đáp lại lời gào thét của cô ấy. Lâm yêu yêu tức giận tới nỗi nằm lên sofa gào ầm lên. Nói rõ ràng. Đến bản thân cô còn chẳng nói được rõ ràng, biết giải thích thế nào. Chẳng lẽ muốn cô cười tít mắt nói với cậu ấy, bạn yêu à, mình đã ngủ cùng người đàn ông đó một đêm, nhưng lại hoàn toàn chẳng nhớ cái cảm giác được vui vẻ giao hợp cùng một anh chàng đẹp trai đến lông trời lỡ đất là như thế nào nữa. Lâm yêu yêu liệu có tin cô không? Đến cả cô còn chẳng tin nữa là. Đúng thế, có ma mới tin. Nỗi đau khổ của việc ngủ bù là ở chỗ phải có một không gian hoàn toàn yên tĩnh. Ít nhất với tối dịp là như vậy. Điều may mắn là căn phòng mà Lâm yêu yêu dành cho cô cách âm cực tốt, có thể không bị quấy rầy. Nhưng chẳng hiểu vì sao nằm lên giường rồi tối dịp cũng không tài nào chập mắt được. dáng hình của Niên Bách Ngạn cứ tái hiện hết lần này tới lần khác trong đầu cô. Cô biết rõ rằng đây không phải cái gọi là tương tư, mà là một sự bất an chưa bao giờ có. Cảm giác lo lắng này giống như một hòn đá đột ngột làm gợn sóng trên mặt hồ phẳng lặng, cũng giống như một cuộc sống vốn bình yên không tranh đấu lại vô duyên vô cớ bị cuốn vào một cuộc tranh giành dường như cô bắt đầu có một dự cảm chẳng lành cô cảm thấy có lẽ ngay từ giây phút niên bách ngạn xuất hiện cuộc sống của cô có lẽ không thể nào yên bình được nữa những biến cố thế này khiến người ta phiền não tâm trạng này đã lâu lắm rồi cô không trải qua cô lật người vùi mặt vào trong gối cảm giác ngạt thở khiến não cô bắt đầu xuất hiện trạng thái thiếu khí không biết phải lăn qua lăn lại bao lâu mí mắt cô mới bắt đầu nặng dần cô hơi nghiêng đầu như vậy mới có cảm giác buồn ngủ. Ánh sáng ngoài cửa sổ tự như đã rực rỡ hơn. Nhưng cô vừa nhắm mắt thì lại nghe thấy một tiếng thét hoảng loạn từ phòng khách vọng tới. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tố dịp giật mình sợ hãi. Cô ngồi bật dậy khỏi giường. Mái tóc dài xóa xuống, cũng lấy gương mặt nhỏ nhắn, nhợt nhạt vì thiếu ngủ trầm trọng. Khuôn mặt chỉ to hơn bàn tay một chút, giống như vầng trăng sáng rực trên bầu trời đêm là tiếng của Lâm yêu yêu. Cô biết rõ con bé này khi hoảng sợ cực độ sẽ phát ra một thanh âm có sức công phá, mãnh liệt. Cũng giống như vừa nãy, tiếng hét thất thanh đó đủ sức để đâm qua lớp cách âm cực tốt của cửa ra vào và xuyên vào tai cô. Tố dịp, Lâm yêu yêu lại hét lên. Lần này tiếng hét ấy chói tai lạnh lót như bị ai bóp cổ, khiến màn nhĩ tố dịp đau buốt. Tố dịp cảm thấy có chuyện chẳng lành, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là có kẻ đột nhập trộm cướp dép còn chưa kịp đi, cô đã xông thẳng ra khỏi phòng ngủ. Nhưng ngoài phòng khách chỉ có một mình Lâm Yêu Yêu. Lâm Yêu Yêu gương mặt kinh hoàng, mồ hôi lạnh men theo trán chảy xuống hai gò má, sắc mặt tái mét khiến người ta khiếp sợ. Cả người cô ấy trông như con cá bị vứt lên bờ biển chuẩn bị phơi khô, sức cùng lực kiệt. Sau khi thấy tố Diệp xông ra ngoài, Lâm Yêu Yêu đưa tay chỉ vào màn hình máy tính, không ngừng run rẩy. tố, tố dịp. Tố dịp lao tới, ánh mắt cũng nhìn về phía màn hình chỉ trong chớp mắt thần sắc của cô cũng đột ngột trở nên nghiêm nghị mình còn tưởng trong cái usb cậu mang về có phim dù sao dù sao thì mình cũng chẳng ngủ được nữa mình mình định cắm vào vi tính để xem lâm yêu yêu bị dọa khủng khiếp nói năng cũng không lưu loát nữa tố diệt đã bình tĩnh lại cô nắm chặt tay rồi xem lại đoạn clip từ đầu hai hàng lông mày nhíu càng lúc càng chặt đến khi clip được phát hết Cô liền cầm chiếc USB lên, nhìn nó hồi lâu. Tố Diệp. Đây trông không giống phim đâu, Lâm yêu yêu bừng tỉnh lại sau cơn chấn động. Việc đầu tiên là chạy vội về ghế sofa, ông chặt lấy gối ông. Chiếc gối mang màu đỏ thanh thoát, kết hợp cùng gương mặt nhợt nhạt của cô trông càng kỳ quái. Tố Diệp nắm chặt chiếc USB trong tay, tận khi lòng bàn tay bị mép bằng kim loại cọ sát đến đau nhức mới hờ hững đáp. Không sao đâu, đừng nghĩ lung tung, nói xong, cô quay người đi vào phòng ngủ. Lâm Yêu yêu đầu tóc bù xù ngồi trên sofa. Không phải cô không nhìn thấy sự nặng nề trên gương mặt Tố dịp. Mặc dù ngữ khí của cô ấy rất bình tĩnh nhưng tình hình có vẻ khá nghiêm trọng. Rồi cô vô tình nhớ lại cảnh tượng trong clip, bất giác trùng mình. Trong phòng ngủ, chân trời đã xuất hiện một vệt trắng bạc. Ánh sáng màu lục lam như một đôi tay lớn níu kéo cuốn lấy màn đêm, đem sự ma quỷ của đêm đen gom lại từng chút một. Tố Diệp ngồi ở đầu giường, chốc chốc lại nhìn chiếc điện thoại và USB. Bên tai cô văng vẳng giọng nói của Niên Bách Ngạn, nồng nàn, mạnh mẽ, mang theo một sự tự tin như đã sớm dự liệu trước mọi việc. Hồi lâu, cô mới từ từ cầm điện thoại lên, tìm ra số điện thoại bị người đàn ông đó cưỡng chế lưu lại, đôi mắt co rụt, ngón tay quyết định ấn xuống. Sau hai hồi chung ở đầu kia điện thoại, một giọng nói trầm thấp lọc vào tai cô. Bác sĩ Tố, ngữ điệu của đối phương vẫn không nhanh không chậm, chẳng có chút bất ngờ nào. Anh Niên. Đầu tiên anh phải nắm rõ điều này, tôi tính phí tư vấn theo giờ, có chút lạnh lùng trong lời nói của cô. Tiền không thành vấn đề, Niên Bách Ngạn có vẻ rất dễ thương lượng. Tiền phí của tôi trước nay không rẻ đâu. Không thành vấn đề. Tố dịp nén cơn giận, ánh mắt dần dần tụ lại thành một tiên nghiêm nghị. Vụ án này tôi có thể nhận, nhưng tôi muốn biết đương sự trong clip còn sống hay đã chết xuống nhà nói chuyện đi. Xuống nhà, tố dịp nhíu chặt mày. Giọng nói của niên bách ngạn đậm đà như hương rượu vang, tôi vẫn ở dưới nhà, chưa hề đi. Bàn tay đang cầm điện thoại của tố dịp bất giác rung lên. Bóng tối mỏng manh dần, như sắp bị những tia nắng xuyên qua tầng mây xé toạc. Tố dịp đi xuống nhà, vừa đó đã nhìn thấy chiếc xe công vụ màu đen đổ dưới tán cây đinh hương. Những cánh hoa tím rụng xuống mui xe. Chiếc xe vẫn chạy đứng đó, vẫn nguyên vị trí lúc cô đi lên nhà ban nãy chưa hề dịch chuyển niên bách ngạn đứng cạnh xe bóng hình cao lớn dưới bộ áo vét và giày tay hòa lẫn vào nhau nhìn thế nào cũng toát lên vẻ xa hoa của giới thượng lưu anh châm một điếu thuốc đôi tay thon dài lộ rõ các khớp xương anh dựa vào cửa xe một cánh tay nhàn nhã chống bên cạnh đằng sau lưng anh là hoa đinh hương tím trực một khoảng trời sau nữa là đường chân trời màu xanh ngọc bích với một tia nắng vàng nhạt xuyên qua. Những đám mây lững lờ trôi như hình dáng một người con gái điệu đà, quyến luyến cuốn quyết xung quanh anh. Những đường nét nghiêm khắc và kiên nghị trên gương mặt anh dường như cũng dịu dàng đi đôi chút. Nhìn cảnh tượng ấy, một cảm giác chưa từng có bỗng trào dân trong lòng cô, tuy nói là xa lạ nhưng vẫn có một chút gì thân thuộc, rốt cuộc nó là gì cô cũng rất khó phân biệt. Niên bách ngạn thấy cô đi xuống, liền dập tắt điếu thuốc một nụ cười vui mừng khẽ hiện lên trên khóe môi cương nghị của anh hương hoa mùa xuân tốt tươi cùng mùi thuốc lá nhạt nhòa tỏa lan trong không khí xen lẫn với mùi hương ngọt ngào thanh mát toát ra từ người anh khoảnh khắc tối dịp bước lại gần cô cũng hít trọn hương xuân có chút hồi hộp đó vào lòng ngực anh niên đã từng có ai nói anh mang lại cho người khác một cảm giác rất không tốt chưa cô ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ngữ khí như thật như đùa ở góc độ này vừa hay có thể nhìn rõ được chiếc cầm kiêu ngạo của anh. Ồ, niên bách ngạn khẽ nhướng mày, tạo thành một nếp nhăn quyến rũ giữa ấn đường. Trong anh không giống một người giỏi nói đùa. Anh nhìn tố dịp, dường như đang thật sự chờ đợi đáp án từ cô. Ấn đường, vị trí giữa hai đầu lông mày. Tố dịp nhún vai, chân thành nhắc nhở, anh là một người đàn ông mỗi giây mỗi phút đều khiến người ta có cảm giác áp lực. Bao gồm cả cô, niên bách ngạn đã hiểu ra, sắc mặt vẫn rất bình thản, bất ngờ hỏi ngược lại. Suy đoán tâm tư của người khác là một việc rất đáng xấu hổ đấy, Tố dịp gián tiếp trả lời câu hỏi của anh, đương nhiên. Ngoại trừ những nhà phân tích tâm lý, ví dụ như tôi. Niên Bách Ngạn bỗng bật cười, nụ cười rất khẽ khàng, không thể nghe thấy, tự như đã dung túng cho lời ngụy biện của cô. Trở lại việc chính, đương sự đang ở đâu? Niên Bách Ngạn không trả lời ngay, quay người đi tới trước xe, mở cửa ghế lái phụ, ngữ điệu đều đều nhưng vẫn toát lên sự mạnh mẽ, lên xe. Tố Diệp vẫn rất từ tốn, ánh mắt trong veo đối diện với anh, nói từng từ từng chữ, giọng điệu này thật sự rất đáng ghét. Niên bách ngạn hơi sững người, nhưng nhanh chóng cười thầm, khẽ lắc đầu. Anh thốt lên một chữ, lần này giọng nói cũng trở nên ôn hòa hơn, ít nhiều giảm đi cảm giác ra lệnh, mời. Tố Diệp ngao ngán lườm anh có cơ hội cô nhất định phải nghiên cứu tỉ mỉ tay niên bách ngạn này điều gì đã khiến anh ta nói năng thận trọng miệng vàng lời ngọc như thế lên xe rồi niên bách ngạn không lái xe ngay mà lấy từ ghế sau một chiếc hộp đưa cho tố dịp cô cảm thấy hơi kỳ lạ đón lấy và mở ra thì ra là một ít điểm tâm bữa sáng giải quyết trên xe niên bách ngạn dứt lời liền khởi động xe bên ngoài đèn đường đã tắt một tia nắng chói mắt cuối cùng đã lách ra khỏi tầng mây, rơi xuống cửa xe. Thủy tinh khúc xạ quần sáng nhạt nhòa xuống sóng mũi cao và thẳng tắp như ngọn núi của anh, khiến hai gò má của anh trông càng hoàn hảo hơn. Bữa sáng vẫn còn nóng hổi, cả sữa đựng trong bình cũng nóng bỏng tay. Tố dịp nhìn phần quà sáng, trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu sau mới lại ngẩng đầu nhìn niên bách ngạn, cánh môi hé mở, thật ra anh có từng nghĩ tới việc đi làm nhà phân tích tâm lý không, Người đàn ông này đoán chính xác cô sẽ đổi ý, cũng lại biết chắc cô sẽ xuống nhà tìm anh ta, đến cả bữa sáng cũng chuẩn bị đầy đủ từ trước rồi. Loại người này, nếu không thể thành đồng nghiệp thì nhất định thành kẻ thù. Vì khả năng quan sát và phán đoán tâm lý của anh ta thật sự quá đáng sợ. Tự tôi cho rằng mình không thể trở thành chuyên gia trong lĩnh vực này, niên bách ngạn nắm chắc vô lăng, quay một vòng. Chiếc xe vững vàng đi vào đường Đông Tam Hoàng, rồi hướng thẳng về phía cầu mái vòng. Tố dịp lạnh nhạt hừ một tiếng, thật là khiêm tốn. Khả năng phán đoán suy nghĩ người khác của anh Niên khiến tôi không thể không khâm phục. Niên bách ngạn nghe thấy câu này, gương mặt thả lỏng đôi chút, ngữ khí nửa đùa nửa thật, phỏng đoán thì không dám nói. Tôi không có nhiều thời gian như vậy. So với việc suy đoán tâm lý người khác, tôi nghĩ tôi giỏi, mưu tính lòng người hơn. Bốn chữ cuối thốt ra nhẹ như mây, nghe còn có một chút khiêm nhường nhưng cũng đủ để tối dịp tự cảm thấy sửng sốt trong lòng hay cho câu mưu tính lòng người anh định đưa tôi đi đâu một lúc lâu sau cô mới đè nén sóng lòng ngầm cuồng trào cố gắng bình tĩnh chuyển chủ đề đến đó sẽ biết cứ ăn chút gì đi đã giọng nói của niên bách ngạn vẫn nhẹ bẩn như thế không có sự trầm bổng lên xuống càng không thay đổi cảm xúc cảm giác trời sáng rực lên thật tuyệt nắng mai mờ nhạt như sương mù nhẹ nhàng lướt qua bao trùm lên thành phố bắc kinh rộng lớn này một ngày làm việc nghiêm túc và sôi động lại bắt đầu khi tối dịp gặp lương hiên anh ta gần như đang nằm bất động trên giường bệnh cả người cuốn băng kín mít như xác ướt ánh mắt đờ đẫn sắc mặt nhợt nhạt cái dáng vẻ loắt choắt yếu ớt rất khó khiến người ta tin rằng anh ta chính là người đàn ông đã cầm dao gọt hoa quả đâm chết vợ trong đoạn băng ghi hình lương hiên anh còn nhớ tại sao mình lại được đưa vào bệnh viện không sau một hồi quan sát tối dịp mới bắt đầu dò hỏi ngữ khí điềm tĩnh hỏi xong cô lại vô thức đưa mắt nhìn chiếc gương sát đất đối diện. Cô biết rõ Niên Bách Ngạn đang ở phòng bên quan sát mọi tình hình trong căn phòng này. Đây cũng là nguyên nhân anh ta lái xe gần nửa tiếng đồng hồ để đưa cô tới đây. Lương Hiên, một cổ đông của tập đoàn Tinh Thạch, cũng đồng thời là giám đốc của sâu dung dê do Tinh Thạch nắm quyền. Nói cách khác Lương Hiên là một người qua lại rất thân thiết với Niên Bách Ngạn, một người đồng sự muốn gì được nấy. Điều này cũng lý giải vì sao niên Bách ngạn lại để tâm tới chuyện này như vậy. Rất lâu sau Lương Hiên mới có phản ứng, ngước mắt lên nhìn Tố Diệp. Dần dần, ánh mắt anh ta mới bắt đầu xác định được vị trí, mở lời một cách khó khăn, "Cô là ai?" "Là người tới giúp anh." Tố Diệp trả lời thẳng thắn, nhưng cảnh tượng trong clip lại một lần nữa hiện lên trong đầu cô, đêm khuya, một người phụ nữ mang cơm hộp tới văn phòng, một người đàn ông chủ động ra mở cửa. Khi người phụ nữ đặt hộp cơm xuống và chuẩn bị rời đi thì cảm xúc của người đàn ông thay đổi đột ngột. Anh ta cầm lấy con dao gọt hoa quả, hung hãn đâm về phía người phụ nữ. Người phụ nữ liều mạng đập cánh cửa chống trọng đã khóa chặt, bàn tay đầy máu in dấu lên lớp cửa thủy tinh trong suốt, cuối cùng từ từ ngã quỵ. Rồi phim chuyển cảnh, người đàn ông cũng bất ngờ nhảy từ cửa sổ xuống đất. Người đàn ông trong đoạn phim chính là Lương Hiên. Theo như lời của niên bách ngạn, Người phụ nữ đó là vợ của Lương Hiên. Hôm xảy ra vụ việc, Lương Hiên ở lại sô dung tăng ca một mình, vợ anh ta mang cơm tới, ai ngờ lại xảy ra một vụ thảm sát. Sô dung dê là một phòng trưng bày cao cấp, camera giám sát bật liên tục 24 tiếng đồng hồ, cũng chính vì thế đã ghi lại được vụ án mạng ghê rợn này. Cũng may tầng lầu nơi Lương Hiên làm việc không cao, nếu không nhảy xuống dưới chắc chắn sẽ thịt nát xương tan. Lương Hiên bỗng nhiên nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt đau khổ, cô không giúp được tôi đâu, không thể giúp được, tổng giám đốc niên đâu rồi. Lương Hiên, lúc này chỉ có tôi mới giúp được anh thôi, Tố Diệp không trả lời, chỉ đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh anh ta. Cô không phải một người thích ông việc bao đồng, nhưng đoạn phim đó có quá nhiều điểm kỳ lạ. Trực giác và linh cảm nghề nghiệp cho cô biết chuyện này có lẽ không hề đơn giản như những hình ảnh trong clip. Lương Hiên nghe thấy lời cô nói, từ từ mở mắt ra, khóe môi run run. Anh có thể gọi tôi là bác sĩ Tố, Tố Diệp không giới thiệu quá nhiều về bản thân. Cô tin rằng khoảnh khắc anh ta chịu mở mắt ra nhìn vào mắt cô đã chứng tỏ anh ta có ý muốn hợp tác, Lương Hiên. Anh nói thật cho tôi biết, anh có thói quen mộng du hay không? Mộng du, nói trắng ra chính là một loại của chứng bệnh khó ngủ. Trạng thái này không thuộc phạm trù giấc ngủ, nhưng vì mấy năm gần đây hay xảy ra các vụ án mộng du giết người nên đã gây được sự chú ý của rất nhiều học giả người mộng du không tự chủ được ý thức cho dù có thật sự hình thành nên những hành vi gây tổn thương đến người khác cũng không thể tiến hành định tội phản ứng đầu tiên của cô sau khi xem xong đoạn phim là bệnh nhân lương hiên mắc chứng mộng du toàn bộ hành vi giết vợ và tự sát khi đó đều là vô thức không phải cô chưa từng gặp vụ án nào tương tự đã từng có một người bệnh mắc chứng mộng du nghiêm trọng cứ nửa đêm lại như một hồn ma bay từ trong phòng ngủ ra ngoài leo thẳng lên sân thượng rồi nhảy xuống đất Người bệnh đó ngã mạnh xuống đất như một quả khinh khí cầu đã bơm đầy khí, cả người nát tan. Tố dịp đã cho là như vậy. Nào ngờ Lương Hiên lại chậm chậm lắc đầu, nói rất chắc chắn, không. Tôi không mắc chứng bệnh đó. Cũng tức là anh rất tỉnh táo, biết rõ đã xảy ra chuyện gì, tố dịp nhíu mày, ánh mắt hơi do dự. Lương Hiên mở mồm nhưng lại không trả lời ngay, hồi lâu sau mới đột ngột hỏi một câu, vợ, vợ tôi, cô ta, cô ta còn sống không? Tố Diệp yên lặng nhìn anh ta một lúc, còn sống. Tại sao cô ta vẫn còn sống, tâm trạng của Lương Hiên đột nhiên trở nên rất kích động. Nếu không phải vì đang bó bột, chắc chắn anh ta sẽ nhảy từ trên giường xuống, gương mặt vô cùng hoảng hốt. Tiếp đó, đôi mắt sâu thẳm của anh ta như ngập tràn bóng đêm vô tận, tổng giám đốc Niên. Tại sao anh nhất định phải tìm anh ấy, Tố Diệp gần như cuối người xuống truy hỏi. Bác sĩ Tố, cô không thể tin vợ tôi được cô ta muốn giết tôi. Hai người họ đều muốn giết chết tôi, Lương Hiên nhìn chầm chầm tố diệp, con người hằng lên những tia máu khiếp sợ. Thoạt đầu vừa nghe, giọng nói của anh ta giống như tiếng phong cầm đã bụi bặm và lạc điệu, lấp kín đôi tai khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Chẳng hiểu sao tố diệp bỗng thấy căng thẳng. Ánh mắt Lương Hiên từ đầu tới cuối không hề di chuyển, hai con người trắng giả hệt như tro tàn. Cô nhìn rõ nỗi kinh hoàng và cảm giác tuyệt vọng xuất phát từ nội tâm. Niên Bách Ngạn muốn giết anh, quan sát hồi lâu, cô mới hỏi một câu. Lương Hiên bất chợt đưa mắt liếc nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng trở về nơi gương mặt của Tố Diệp, thanh âm khản đặc, đúng vậy. Anh ta, anh ta muốn giết tôi. Anh ta và vợ tôi đều muốn giết tôi. Tố Diệp vô thức ngước mắt nhìn chiếc gương ở gần đó. Trong gương chỉ phản chiếu gương mặt trong sáng thuần khiết của cô. Cô hít sâu một hơi, suy nghĩ, anh ta đã có ý định giết anh, vậy nếu bây giờ tôi đưa cho anh một con dao, anh có muốn đi giết anh ta không? Tôi, đôi mắt lương hiên bất ngờ lóe lên một tia nhìn mập mờ, nhưng nhanh chóng bị tố diệt nhảy bén bắt được. Anh ta dường như thật sự đang suy xét, chau mày rất chặt, khoảng hơn hai phút sau mới lẩm bẩm, không, tôi phải trốn đi. Tôi, không thể để anh ta tìm được tôi, không thể. Nếu tôi cho anh một tấm gỗ, có nó rồi người khác sẽ không nhìn thấy anh, anh sẽ chắn tấm gỗ đó ở hướng nào trên người anh, tố dịp hỏi một câu không hề báo trước thuận theo ý của anh ta lương hiên không suy nghĩ gì vội vàng đáp đằng sau tôi muốn chắn ở đằng sau nghe xong tố dịp rơi vào im lặng đôi lông mày lá liễu tuyệt đẹp của cô nhíu lại thành một đường công nghiêm nghị bác sĩ tố tôi xin cô hãy cứu tôi cô nói có thể giúp được tôi mà tâm trạng của lương hiên bỗng trở nên rất kích động ngọ ngoậy rất mạnh để ngồi dậy nhưng vì cơ thể đau buốt mà gương mặt nhăn nhó anh ta há mồm thở phì phò, giọng ầm ầm. bây giờ ngày nào tôi cũng gặp ác mộng, mơ thấy niên bách ngạn muốn giết tôi, mơ thấy hai người họ đẩy tôi xuống nước. Dưới nước tối đen như mực, tôi vừa lạnh vừa sợ hãi. Dưới nước còn có một đường ống hẹp dài, u tối. Tôi, tôi đành phải bơi theo đường ống đó. Nó rất chật hẹp, một đầu còn có một ngôi nhà cũ âm u xung quanh bụi cỏ mọc đầy. Anh có bước vào căn nhà đó không? Tối Diệp nhìn chầm chầm vào anh ta, nhấn mạnh từng chữ. Tôi vào rồi, gần như ngày nào cũng vào, cả người lương hiên rung lên, đôi môi vốn đã chẳng hồng hào giờ càng trắng bệt. Trong căn nhà đó có gì, nếu là cơn ác mộng ngày nào cũng mơ thấy, cô tin chắc anh ta nhớ rất rõ ràng. Có, có một chiếc quan tài vì căng thẳng, hàm răng lương hiên va vào nhau, phát ra những tiếng kèn kẹt vô cùng chói tai. Tôi nhìn thấy em trai tôi nằm trong quan tài, nhưng nó lại vỗ cánh bay đi mất. Sau đó, sau đó tôi lại nhìn thấy vợ tôi. Cô ta, cô ta và Niên Bách Ngạn ở cùng nhau. Bọn họ, bọn họ cầm dao xông tới chém tôi, nói tới đây, nước mắt của anh ta cũng chảy ra theo, gào thét một cách cuồng loạn, tôi chịu đủ rồi. Không chịu nổi nữa rồi. Tố dịp nhìn anh ta, thở dài nặng nề, thần thái càng lúc càng nghiêm túc. Khi cô từ phòng theo dõi bước ra, ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao. Làn gió xuân lướt nhẹ qua mặt thấm đẫm hương hoa ngây ngất rặng liễu rũ bóng bên hồ sắc xanh sáng rực một góc trời vòm trời trong veo như một miếng ngọc lưu ly ngày xuân của bắc kinh luôn đẹp tới cực điểm nhưng cũng ngắn ngủi tới cực điểm trên đời này thứ đẹp nhất bao giờ cũng sẽ ngắn ngủi nhất sau khi gặp niên bách ngạn tối dịp không nói câu nào đến tận khi hai người lên xe lúc niên bách ngạn đặt một cốc cà phê nóng hổi vào tay cô hương thơm ngào ngạt của cà phê lấp đầy không gian trong xe cùng với hơi thở nồng nàn của người đàn ông bên cạnh đồng thời vò nát hô hấp của cô khiến nó như vỡ vụn anh không nói gì chỉ im lặng khởi động xe còn tối dịp sau khi nhấp ngụm cà phê cô ngẩng đầu lên ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của niên bách ngạn như đang suy tư điều gì ở góc độ này trông anh rất điển trai gương mặt cương nghị hoàn hảo không chê vào đâu được nhưng bờ môi mỏng hơi mím cùng chiếc cầm kiêu ngạo kia đủ để nhận ra anh là người vô tình. Từ lúc ở phòng chăm sóc bệnh nhân ra cho tới giờ, tôi vẫn đang suy nghĩ một vấn đề đợi khi chiếc xe đi vào đường quốc lộ, tối dịp khẽ lên tiếng. Ly cà phê nóng hổi cuối cùng cũng truyền được chút nhiệt ấm áp sang những ngón tay nhỏ nhắn của cô. Phía trước là ngã tư, niên bách ngạn cho xe đi chậm lại. Đến khi xe dừng hẳn anh mới quay đầu sang nhìn cô, đôi mắt bình thản, kiên nhẫn đợi cô nói tiếp tố dịp chỉnh lại tư thế ngồi uống thêm một ngụm cà phê ánh mắt trở nên tĩnh lặng có người rõ ràng là có vấn đề về tâm lý nhưng lại sinh hoạt và làm việc như người bình thường còn có người rõ ràng là rất bình thường lại bị nhốt vào bệnh viện tâm thần rồi bị người ta xem là kẻ thần kinh tình trạng này tuy hiếm nhưng vẫn tồn tại anh niên anh nghĩ sao về vấn đề này thời gian chờ đèn đỏ không lâu vừa hay đây lại là giờ cao điểm buổi sáng ô tô đi lên cầu vượt lập tức tắt nghẽn. Dòng xe chạy chậm chậm như một đám ốc sên nhích từng bước một, lấp đầy bốn hướng Tây Bắc Đông Nam của thành phố Bắc Kinh. Niên Bách Ngạn khởi động xe rồi lái thẳng xuống một con đường nhánh, đôi bàn tay to lớn nắm chặt vô lăng, đáp lại câu hỏi của cô rất nhanh chóng, ai làm việc của người đó là cách giải quyết tốt nhất. Tố dịp chậm chậm uống cà phê. Một suy nghĩ rời rạc xuất hiện nơi đáy mắt, anh ta trả lời cũng thẳng thắn đấy anh không sợ tôi nghi ngờ anh, niên bách ngạn này từ đầu tới cuối đều ở trong phòng quan sát, Lương Hiên đã nói những gì chắc anh ta cũng nghe rất rõ. Đây chính là lý do tôi trực tiếp tìm một bác sĩ tâm lý, nét mặt và ngữ điệu của anh đều rất từ tốn, hai hàng lông mày bình thản, không một gợn sóng, những lời Lương Hiên nói có phải là thật hay không, cũng như rốt cuộc anh ta đã làm ra chuyện gì, cô mới là người có tư cách đưa ra đáp án nhất. Anh Niên coi trọng tôi rồi, trong lòng tối dịp vụt qua một tia cảnh giác cảm giác đề phòng này rõ nét như có một lưỡi dao khắc từng đường ngoằn ngoèo trong tim nói thật cô không muốn gần gũi với niên bách ngạn anh ta quá bình tĩnh dù là một kẻ hở cũng khó mà tìm được ít nhất thì tập đoàn tinh thạch vẫn chưa bị ảnh hưởng cô chêm vào một câu khóe môi niên bách ngạn khẽ cong lên lái chậm xe lại muốn một tin tức không bị phát tán không phải chuyện gì quá khó khăn tin tức phải xuất hiện đúng lúc cần thiết mới là tin hay nhất Tôi có nên ngưỡng mộ những người có tiền như các anh không? Tố dịp cười khẩy. Việc ngăn chặn tin tức phát tán đối với tổng giám đốc của một công ty mới lên sàn mà nói đúng là quá đơn giản. Niên bách ngạn nghe ra sự mỉa mai chăm chọc được che giấu, hơi nghiêng mặt nhìn cô, rồi lại tập trung nhìn về phía trước. Trong giọng nói bỗng toát lên một sự thích thú, tôi phải hợp tác thế nào mới có thể khiến cô hết nghi ngờ. Tố dịp thở dài, một lúc sau mới đáp, tôi cần tìm hiểu những thông tin về mẹ của Lương Hiên, người đàn ông này có một tố chất tâm lý cực mạnh. Thông qua cách nói chuyện không khó để nhận ra sự kiên quyết của anh ta, tuyệt đối không để cho người ngoài bước vào thế giới nội tâm của mình. Loại người này làm việc luôn thích tự lực cánh sinh, phương pháp cũng rất nhanh gọn, dứt khoát, không lề mề, dài dòng. Vì anh ta sẽ không để cho người khác có cơ hội hiểu mình và đoán được suy nghĩ của mình. Tất cả mọi tài liệu về Lương Hiên đều ở sâu dung, Niên Bách Ngạn hoàn toàn chẳng ngạc nhiên về đề nghị bất ngờ của Tố Diệp. Tố Diệp trân trân nhìn Niên Bách Ngạn, châu mày nói, anh Niên. Con người anh có phải chưa bao giờ biết ngạc nhiên không? Hả, hình như anh chưa nghe rõ cô nói gì, quay đầu sang nhìn, ánh mắt hơi nghi hoặc. Không có gì, thì ra, biểu cảm của anh ta cũng có lúc thay đổi. Anh định đưa tôi đến sâu dung dê. Sợ rồi, giọng nói điềm tĩnh của Niên Bách Ngạn bất ngờ toát ra sự cười nhạo. Anh nghĩ nơi đó dù sao cũng từng xảy ra án mạng. Nhưng Tố Diệp lại có suy nghĩ khác. Cô chỉ chán ghét những việc và những người có liên quan tới tinh thạch. Để nén cảm xúc trong lòng, cô hờ hững đáp: "Địa bàn của anh Niên, tôi có lý do gì để sợ?" Câu trả lời này của cô rất khiến đàn ông có cảm giác đạt được thành tựu đấy. Niên Bạch ngạn khẽ lên tiếng, rồi xoay vô lăng một vòng, lái xe thẳng về hướng Sô Dung. Mau chạy đi. A, à, Tố Diệp giật mình tỉnh giấc lúc mở mắt ra mái tóc cô đã ướt nhẹp mồ hôi ngoài cửa cảnh đêm đã trực rỡ còn xung quanh ngập tràn ánh đèn màu vàng nhạt đã có người cố ý điều chỉnh cho đèn tối đi nhờ có tia sáng dịu êm mờ ảo cô dễ dàng nhìn thấy chiếc đồng hồ trên tường một rưỡi sáng tối dịp tỉnh dậy điệu nhạc xa xôi quẩn quanh bên tai cô cũng dần bị hiện thực nuốt chửng chiếc áo đắp trên người cô khẽ trượt xuống vai cô cúi xuống nhìn là một chiếc áo vét nam giới là áo vét của niên bách ngạn, trên áo vẫn còn vẹn nguyên mùi hương nồng nàn dễ chịu cùng mùi thuốc lá nhàn nhạt của anh. Hô hấp của cô cũng nhiễm sự rắn rỏi đặc biệt của đàn ông. Không hiểu sao tim cô bất ngờ nhảy dựng lên, đập rất nhanh. Ba ngày, niên bách ngạn chở cô tới sô dung. Tư liệu về lương hiên rất nhiều, có lẽ cô xem mãi rồi ngủ thiếp đi mất. Nhưng cô nhớ rõ mình không ngồi xem tài liệu ở căn phòng này. Cô đưa mắt nhìn bốn xung quanh diện tích của căn phòng khá lớn thống nhất lấy màu chủ đạo là cà phê đậm và đen kết hợp cùng một số vật trang trí màu xám bạc để tạo điểm nhấn các đồ gia dụng đều không thiếu thứ nào rất rõ ràng đây là một phòng nghỉ tối dịp khoác áo đứng dậy đi ra khỏi phòng ánh sáng trong phòng khách cũng hơi tối tia sáng mờ mờ phản chiếu lên cánh cửa bằng thủy tinh chính hiệu italy khiến không gian càng mông lung mộng ảo tia sáng ấy tập hợp lại trong ánh mắt vừa hay giúp cô nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cửa sổ cách đó không xa. Sô Dung này may mắn chiếm giữ được vị trí thuận lợi. Phòng nghỉ này ở độ cao hơn 6 mét. Nhìn từ trên xuống dưới qua ô cửa sổ sát đất, có thể thu hết cảnh đêm tuyệt đẹp của Bắc Kinh vào trong tầm mắt. Niên Bách Ngạn đứng đó, dáng người cao to hòa vào màn đêm rộng lớn và những tia sáng thủy tinh, toát lên một phong thái vương giả rất tự nhiên. Anh đang gọi điện thoại, hơi dựa vào quầy ba bên cạnh, một tay khẽ lắc ly rượu vodka, loại rượu mạnh rất hợp với một người đàn ông điềm tĩnh. Những viên đá lạnh ngắt làm mờ đi lớp thủy tinh. Từ đây nhìn qua, niên bách ngạn cực kỳ quyến rũ. Chiếc áo sơ mi đen mỏng manh khó che đi hết khuôn ngực với từng múi cơ bắp cuồn cuồn. Anh khẽ nhấp một ngụm rượu, hình như đang dặn dò chuyện gì đó. Khung cảnh làm tan ra những đường nét cứng rắn trên gương mặt anh, trong nó không còn nghiêm nghị như trước nữa. Giọng nói tuy trầm thấp, nhưng loáng thoáng vẫn có thể nghe được anh đang nói gì hình như đang dặn cấp dưới theo dõi sát sao mỏ kim cương bên nam phi có lẽ đó là mỏ kim cương vừa mới đầu tư ngữ điệu của anh kiên quyết mạnh mẽ mang theo một khí thế khiến người ta rất áp lực tối dịp nhớ lại lời giới thiệu của phóng viên về anh không thể kiệm lời khen về người đàn ông này trở thành nhà cung ứng cũng coi như đã giữ một vị trí quan trọng trong ngành công nghiệp khoáng sản trùng khoáng sản những chữ này thật sự rất có sức nặng nghĩ mãi, bất giác một suy nghĩ hoang đường vụt qua đầu cô. Cô không phải đã được anh bế vào phòng ngủ đấy chứ? Tiếng thở dài của tố diệp nghe rất nhẹ nhàng yếu đuối. Trong khung cảnh tĩnh mịch này, nó như một giọt sương trong veo rơi xuống những đóa sen xanh mềm mại dịu dàng giữa mặt hồ, khiến người ta ngây ngất, còn uyển chuyển mịn màng hơn cả những thanh âm tuyệt diệu nhất. Đúng lúc ấy Niên Bách Ngạn cũng nói chuyện xong, khoảnh khắc ngắt điện thoại anh cũng đã thấy tiếng thở dài khẽ khàng ấy. Anh quay đầu, nhìn trọn vẹn gương mặt tố diệt trong màn đêm yên tĩnh trông cô càng xinh đẹp hơn dáng người mảnh khảnh nhỏ nhắn đứng tựa vào cửa quần sáng trong suốt bao trùm lên bóng hình cô càng soi rọi khuôn mặt thuần khiết ấy cô vẫn khoác chiếc áo vét của anh trên người vì chiều cao có sự chênh lệch trên người cô nó nghiễm nhiên trở thành một chiếc áo măng tô không hiểu tại sao tận đáy lòng niên bách ngạn cảm thấy hơi kích động như ở nơi sâu nhất nào đó nứt ra một kẽ hở có một hồ nước xuân đang chậm chậm chảy, tự như tiếng thở dài khe khẽ của cô đã lọc vào tai anh vậy. Khung cảnh thế này có chút mê hoặc. Đây là đâu? tối Diệp thấy ánh mắt anh ta nhìn mình rất mạnh bạo, không giấu dến chút nào, bất giác thấy hơi mất tự nhiên. Sau khi di chuyển tầm mắt, cô bước lên ngồi xuống sofa. Một hộp tài liệu chất đóng trên mặt bàn bên cạnh sofa. Niên bách ngạn tiến lên, phòng nghỉ của tôi, anh đặt ly rượu trong tay xuống bàn, rồi lại thấp giọng hỏi, Muốn uống chút gì không? Hay là cô đói chưa? Tối dịp lắc đầu, uống người ngồi lên sofa. Cô không muốn ăn cũng chẳng muốn uống gì. Cái cảm giác giấc ngủ bị đảo lộn thế này thật sự tồi tệ vô cùng. Quan trọng hơn là, chẳng cần hỏi cô cũng thừa biết mình đã vào phòng nghỉ này bằng cách nào. Chắc chắn không thể là mộng du tự đi vào đây rồi. Đây là tài liệu về Lương Hiên. Những tài liệu trong hộp màu đỏ kia cô đều chưa xem tới, Niên bách ngạn chỉ vào cái hộp trên bàn, rồi lại đứng dậy đi tới quầy bar, rót một ly nước chanh đưa cho Tố Diệp. Tố Diệp đón lấy, nở nụ cười lộ rõ vẻ lười biếng. Anh không biết thương Hoa Tiết Ngọc sao? Nếu cô là nhân viên của tôi, có lẽ đến cả thời gian để ngủ vừa nãy cũng không có đâu. Niên bách ngạn ngã người dựa vào lưng ghế sofa, trông rất thoải mái nhưng không mất đi vẻ bình tĩnh vì anh đặt tay lên thành ghế mà cổ áo sơ mi mở rộng hơn vẫn thấp thoáng nhìn thấy lồng ngực trắng chắc phía sau nói xong anh hơi ngừng lại một chút rồi bổ sung thêm một câu thông cảm đương nhiên nếu cô mệt bây giờ tôi sẽ đưa cô về nhà có sự trắc ẩn đó là vì anh đã nhạy bén bắt được vẻ mệt mỏi hiện trên khóe mắt cô trước giờ chưa có ai dám lơ đãng hay tỏ ra lười nhác trước mặt anh nhất là phụ nữ cô là người đầu tiên cô cứ thế uể oải nằm trên sofa Chiếc áo vét rộng thùng thình vừa đủ che kín chiếc đầm công sở của mình, chỉ để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo. Da dẻ cô như đóa sen trắng, cho dù chỉ nhìn từ xa cũng tựa như tỏa ra một mùi hương thanh mát. Mái tóc được tùy ý búi lên đã hơi sổ ra, mấy lọn tóc rơi xuống sau gáy, trông lại đầy vẻ phong tình. Dáng vẻ đó đã khiến anh phá lệ bế cô vào phòng nghỉ, cũng lần đầu tiên kiên nhẫn đợi cô tỉnh dậy cũng may tôi không có người sếp như anh tối dịp cảm thấy ánh mắt anh ta hơi khác lạ sự ngượng ngập trong cô càng mãnh liệt hơn sau khi chỉnh lại tư thế ngồi cô nói sự hà khắc thái quá và biến thái của anh đối với cấp dưới sẽ trực tiếp làm gia tăng áp lực tâm lý cho họ lại gặp thêm một nhân viên vốn dĩ đã mang trong mình rất nhiều lo âu và thiếu cảm giác an toàn như lương hiên không xảy ra chuyện mới lạ đấy niên bách ngạn khẽ nhướng mày lo âu và thiếu cảm giác an toàn có lúc giấc mơ cũng giống như thôi miên vậy, đều là một loại phương pháp để phân biệt tiềm thức. Từ góc độ suy luận bản năng của con người mà nói, giấc mơ ở một mức độ nào đó luôn chứa đựng một ý nghĩa. Nó thường là một hàm ý khó hiểu, thông qua cách thay đổi trá hình để trốn tránh cơ chế kiểm soát của não bộ. Nói ngắn gọn hơn, nội dung của giấc mơ chính là để thực hiện nguyện vọng của bản thân tối dịp uống một ngụm nước chanh, mím môi nhìn về phía niên bách ngạn, tôi nghĩ chắc anh đã thấy lương hiên kể về giấc mơ của mình trong giấc mơ anh ta luôn nhìn thấy một đường ống hẹp dài trên thực tế thực nghiệm lâm sàng đã chứng minh rất nhiều bệnh nhân hay lo nghĩ trong giấc mơ đều thường có hình ảnh này có thể là mơ thấy một đường ống hoặc là mơ mình ở dưới nước tại sao lại như vậy niên bách ngạn không hiểu biết về phương diện này nhưng anh vẫn rất thừa nhận năng lực chuyên nghiệp của cô rất đơn giản dù là đường ống hay là dưới nước chúng đều dựa trên ký ức về cuộc sống trong tử cung trong giấc mơ xuất hiện những hình ảnh này đủ để thấy anh ta rất thiếu cảm giác an toàn anh ta đang lo sợ sâu trong tiềm thức luôn khát khao được che chở tử cung lại chính là nơi sinh dưỡng chúng ta cũng là nơi an toàn nhất nói tới đây tối diệt nghỉ một lát rồi bổ sung lấy một ví dụ đơn giản nếu một người thiếu đi cảm giác an toàn khi ngủ đa phần tư thế nằm sẽ giống một bào thai đây chính là sự ghi nhớ tư thế an toàn khi còn nằm trong bụng mẹ. Còn những người sống đại khái, rộng rãi thoải mái lại thường thích nằm thẳng. Đây chính là cách suy đoán tâm lý con người thông qua hành vi. Giấc mơ cũng như vậy, mặc dù nội dung thường phức tạp, không đầu không cuối, nhưng sau khi sắp xếp lại vẫn sẽ nắm bắt được một cách chính xác thế giới tiềm thức của con người. Ý của cô là, lương hiên giết người là vì mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng, niên bách ngạn cho mày. Đương nhiên không phải chứng trầm cảm chỉ là bệnh anh ta sẵn có đây chỉ là một phần nội dung nhỏ tôi đọc được trong giấc mơ muốn biết được toàn bộ thông tin từ giấc mơ của anh ta tôi còn phải tìm hiểu nhiều hơn tố dịp đưa tay lật dở những tài liệu trong chiếc hộp đỏ cười gượng ít nhất thì toàn bộ tài liệu liên quan tới anh ta tôi đều phải xem hết niên bách ngạn trầm ngâm suy nghĩ ấy đây là cái gì cô nhìn thấy một chiếc đĩa cd bên trên trắng trơn không đề tên tài liệu Niên Bách Ngạn cầm lấy xem, chắc là tư liệu gì đó bằng hình ảnh, nói rồi anh đứng dậy nhét chiếc đĩa vào trong máy tính. Rất nhanh chóng, màn hình cỡ lớn trên tường nhấp nháy một cái, đập vào mắt một màu trắng như tuyết. Tố Diệp hơi kinh ngạc, vô thức thốt lên, liệu có phải là đĩa trắng không? Còn chưa dứt lời, màn hình lại đổi cảnh, xuất hiện một hình ảnh sắc nét. Trong phim là một cô gái, vô cùng xinh đẹp thuần khiết, trông có vẻ vẫn là học sinh, lưng còn đeo cặp sách, tối dịp lập tức lục tìm tài liệu về cái mối quan hệ của lương hiên đầu lông mày nhíu chặt như sắp vắt ra nước tới nơi quay đầu nhìn niên bách ngạn người này là ai trong tài liệu hình như không có cô gái này lúc nói cô cũng không nhìn lên màn hình chỉ đợi câu trả lời của niên bách ngạn không ngờ ánh mắt anh có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng chuyển thành một vẻ cười cợt anh chống tay lên trán như đang cố nhìn cười cô càng thấy khó hiểu anh lại chỉ tay ý muốn cô nhìn lên màn hình tố dịp đưa mắt nhìn theo ngón tay anh không xem không căng thẳng chỉ mới liếc mắt hai con người của cô lập tức trợn trừng cô gái trong hình bị mấy gã đàn ông to con cưỡng ép đè xuống dưới đất quần áo trên người bị lột sạch cùng với khung cảnh ấy là những thanh âm đồi trụy tất cả các bộ phận trên cơ thể họ đều hoàn toàn lộ ra trước mắt tố dịp không chút che đậy tiếng thân thể cọ sát hòa cùng những tiếng thở dốc kích thích màn nhĩ cô Cô ngồi đờ đẫn trên ghế, bất giác nuốt nước bọt. Cô gái này nào có phải là người mà Lương Hiên quen biết, rõ ràng là một nữ diễn viên Nhật Bản. Niên Bách Ngạn bên cạnh sớm đã không thể nhìn được cười, bờ môi cong lên. So với nội dung trên màn hình, anh càng hứng thú với biểu cảm của Tố Diệp hơn. Cái này, sao lại có loại đĩa này, nói cô không đỏ mặt, tim đập thình thịch là nói dối. Nhưng cảm giác ngập tràn trong lòng bây giờ là xấu hổ, dù gì Niên Bách Ngạn vẫn đang ngồi bên cạnh cô tức giận lườm anh ta một cái cố gắng áp chế sự kinh hoàng trong lòng anh cố ý phải không tôi không biết thật mà niên bách ngán lập tức nín nhịn bày ra vẻ mặt vô tội cầm lấy điều khiển định tắt đi đợi đã tố dịp bất ngờ giữ tay anh lại niên bách ngạn nghiêng đầu nhìn cô ánh mắt rơi xuống đôi tay nhỏ xinh nó hơi lạnh còn hơi run lên nhưng trong lòng anh bỗng cảm thấy ấm áp tôi muốn xem hết nó tố dịp hắn giọng khó khăn thốt ra mấy chữ này dứt lời mặt cô lập tức nóng bừng bừng niên bách ngạn chưa từng bất ngờ như vậy lần này cô cũng được chiêm ngưỡng ánh mắt kinh ngạc của anh đúng như ý nguyện trên đời này chuyện xấu hổ nhất chắc cũng chỉ đến thế mà thôi chính là một cô gái xinh đẹp như cô ngồi trong một không gian khép kín với một người đàn ông mới có duyên gặp mặt hai lần cùng xem một bộ phim cấp ba nhiệt huyết sụt sôi điều cần đặc biệt nhắc tới là Người đàn ông này luôn giấu kín tâm tư của mình, tôn chỉ im lặng là vàng. Mặc cho cô dùng đôi mắt sắc sảo của mình tìm mọi cách để suy đoán, cùng lắm cũng chỉ nhìn thấy một chút ngạc nhiên tận sâu đáy mắt anh mà thôi. Đương nhiên, một điều đáng nhắc tới nữa là, để phim này được phát ra, cô mới thật sự cảm khái cuộc sống xa hoa của người có tiền. Âm thanh nổi xoay tròn 360 độ, được đắm mình trong đó nghe một buổi hòa tấu tràn đầy khí thế cũng cảm thấy đã đời chưa nói tới những thanh âm tình cảm phóng đãng lọc vào tai khi những diễn viên nam nữ trải qua những cuộc mây mưa mãnh liệt. Ánh mắt kinh ngạc của Niên Bách Ngạn nhanh chóng tan biến, thay vào đó là một nụ cười như có như không. Anh đứng từ trên nhìn xuống, hỏi cô, cô chắc chắn là mình muốn xem. Tố Diệp là người thế nào, đương nhiên đọc ra được nét mặt của anh. Cô ngẩng đầu lên nghênh đón ánh mắt ấy, cũng bày ra bộ mặt như cười như không, những chi tiết nhỏ trong cuộc sống sẽ tiết lộ hoạt động tâm lý đây là yêu cầu công việc. Anh Niên. Hình như anh nghĩ nhiều quá rồi thì phải. Niên bách ngạn nhận ra sự khiêu khích trong lời nói của cô, khóe môi khẽ cong lên, thế thì cô cứ từ từ xem, nói xong, anh quay người đi. Tố dịp nằm bò trên sofa, nhìn theo bóng hình cao lớn của anh. Cô thấy anh lại ngồi xuống bên quầy bar, rót một ly rượu. Những viên đá như những viên ngọc tỏa ra những tia sáng mát lạnh trong thứ chất lỏng chói mắt ấy niên bách ngạn lắc lắc ly rượu khẽ nhấp một ngụm giữa những thanh âm xoay tròn khắp gian phòng động tác của anh vẫn rất ung dung từ tốn tố dịp nhận ra loại rượu trong ly lo je jean martel loại rượu vang hàng đầu của martel nghe nói đây là thứ rượu được đề cử là cao quý nhất thế giới trong buổi dạ tiệc long trọng tổ chức tại versailles chưa nói tới chất lượng rượu chỉ riêng chiếc bình cũng được làm từ thủy tinh thổi thủ công Vòng hoa mạ vàng nổi bật trên thành bình tựa như những dòng rượu mềm mại, càng tạo vẻ uyển chuyển cho thứ báu vật quý hiếm này. Loại rượu này còn có biệt danh là linh hồn của Martel hay vua của các loại rượu. Người đàn ông có thể uống loại rượu này, ngoài việc có một thân phận cao quý còn có thể nhìn ra tính cách của người đó, ít nhất có thể nhận ra anh ta yêu cầu rất cao với người và việc, thậm chí còn đạt tới mức độ hà khắc. Tố dịp vốn không định xem cùng anh ta, dù sao thì đây cũng là sự ngượng ngùng cô không thể tưởng tượng nổi nhưng nhìn anh ta điềm nhiên ngồi đó làm như không có chuyện gì trong lòng cô lại bỗng nảy sinh hứng thú trêu đùa cô rất muốn xem xem sắc mặt của người đàn ông này liệu có thay đổi nhiều hơn được không cô đảo mắt nhìn xung quanh kiềm chế một nụ cười quái ác lướt qua môi cô đưa tay ấn điều khiển lập tức những tiếng rên rỉ phóng túng và tiếng cơ thể va chạm nhau lớn hẳn lên lấp kín từng góc khuất trong căn phòng cô thấy Niên Bách Ngạn nghiêng đầu nhìn về phía này, cảm giác muốn cười càng mãnh liệt hơn. Cô với tay lấy một chiếc gối dựa ôm vào lòng, cả người trông lại càng biến lười. Cô đồng thời lên tiếng, anh bảo đàn ông các anh thích tự động xà vào lòng hơn hay thích cưỡng ép hơn. Niên Bách Ngạn quay ngoắt lại, cánh tay cũng uể oải gác lên bàn của quầy ba, nhìn tố diệp bằng ánh mắt bình thản, dường như chẳng mấy hứng thú với nội dung trên màn hình tôi thật sự đang hỏi một cách khiêm tốn đấy tối dịp nở nụ cười vô tội với anh qua lớp không khí nồng nàn mùi rượu niên bách ngạn nhìn cô rất lâu chỉ hơi nhếch môi không nói câu nào rồi tiếp tục nhẹ nhàng thưởng thức rượu ngon tối dịp hận không thể xông tới xé nát mặt anh ta ra để nhìn xem anh ta nghĩ gì cô nén giận quay về màn hình tivi trong đầu chỉ xoay mòng những suy nghĩ làm sao để đập vỡ cái vẻ điềm tĩnh chết dẫm đó của niên bách ngạn lại hai phút nữa trôi qua trời ạ. À. Động tác này mà cũng làm được, tố dịp cố tình la lên, rồi lập tức nhìn về phía niên bách ngạn, ra vẻ tò mò, động tác với độ khó cao thế này anh đã làm bao giờ chưa? Niên bách ngạn vẫn im lặng, từ từ thưởng thức rượu, chỉ thấy ánh mắt của tố dịp âm u đi vài phần. Vì khoảng cách hơi xa, cộng thêm đèn trong phòng cũng hơi tối. Tố Diệp không nhìn ra bất kỳ sự biến đổi nào trên gương mặt anh. Thấy anh tỉnh bơ như không, cô ai oán. Người đàn ông này đúng là khiến người khác không cách nào lý giải nổi. Những hình ảnh trên màn hình càng lúc càng dặn có mãnh liệt. Đám đàn ông vô cùng hưng phấn, đè chặt cô gái dưới người mình. Còn cô gái kia cũng chìm vào sung sướng, từ sự phản kháng ban đầu trở thành triền miên cuốn quyết. Cô càng xem càng thấy bồn chồn. Mùi rượu lan tỏa khiến không gian thêm vài phần mê đắm. Niên bách ngạn lặng lẽ ngồi đó như một cái bóng, không rời đi cũng chẳng tiến lên, nhất thời lại khiến cô có cảm giác giây phút này anh đang đánh giá cô chuông điện thoại đột ngột vang lên cô giật mình niên bách ngạn cầm điện thoại lên ra hiệu cô cho nhỏ tiếng tv đi cô mỉm cười gật đầu nhưng lại cố tình bật to hơn nữa bên kia niên bách ngạn đã nhận điện thoại nhìn cô tỏ ra rất khó xử tố dịp mím môi cố gắng không cười niên bách ngạn quan sát cô một lúc sau khẽ lắc đầu bật cười đành phải cầm điện thoại đi vào phòng ngủ anh ta nhẫn nại thật đấy. Tố dịp thầm khen ngợi trong lòng. Cô giơ tay vặn nhỏ tiến xuống. Lúc này cô không thể không chú ý vào những hình ảnh trên màn hình. Cô liên tục tua đi, những cảnh tượng kinh khủng vùng vụt lướt qua trước mắt cô. Bộ phim này rất dài, được gộp lại bởi nhiều đoạn phim ngắn. Tố dịp phát hiện mấy phim đều cùng một thể loại, bạo lực, cưỡng bức. Sự kích thích thị giác khiến cô bắt đầu thấy hơi khó chịu. Cô đang định tiếp tục tua, chiếc điều khiển trên tay bất ngờ bị ai đó cướp mất, ngẩng đầu lên hóa ra là niên bách ngạn. Anh cầm lấy điều khiển, thẳng thừng ngồi xuống bên cạnh cô, thân hình cao lớn dựa vào sofa. Chiếc ghế rộng rãi vì có sự xuất hiện của anh bỗng trở nên chật hẹp. Trả điều khiển cho tôi, Tố Diệp không ngờ anh lại ngồi ngay xuống đây, cô định thần lại, cố gắng giữ bình tĩnh. Cứ tôi nhanh như vậy thì cô xem được cái gì, Niên Bách Ngạn chậm chậm nói. Tố Diệp thầm nghiến răng, rồi ngước mắt lên nở nụ cười hòa nhã với anh ta đúng vậy tôi sẽ từ từ xem anh đừng tới quấy rầy công việc của tôi là được rồi cô vốn chỉ định trêu chọc anh ta một chút thôi thật sự không ngờ sẽ cùng anh ta xem loại phim này nhất là loại đàn ông dung mạo tuyệt phẩm như anh ta ngồi bên cạnh nhất định sẽ bén lửa vừa rồi cô không ngừng hỏi cái này cái nọ chắc là có nhiều thắc mắc lắm tôi tới đây ngồi từ từ giải đáp giúp cô niên bách ngạn cúi đầu nhìn cô giọng điệu như thật như đùa. Tố dịp tức mà không dám kêu, coi như đã tự nhảy xuống cái hố do mình đào, đành phải bấm bụng tiếp tục xem. Chỉ có điều hình ảnh nam nữ giao hợp quá chi tiết, còn niên bách ngạn ngồi bên hình như không có ý định tua đi. Cô ra sức kìm nén rồi lại kìm nén, cuối cùng cũng phải buộc miệng thốt ra, đoạn này tôi không cần phải xem, mau tua đi. Cô là nhà phân tích tâm lý, bất kỳ một chi tiết nào cũng không được bỏ qua. Câu này là cô nói mà, Vừa nãy ấy, giọng nói của Niên Bách Ngạn dễ nghe chết người, vang lên bên tai cô, gần tới mức có thể xuyên vào tận trái tim. Được, tôi xem, Tố Diệp nhìn anh, cười rạng rỡ, nhưng gần như phải nghiến răng nghiến lợi mới thốt ra được mấy từ này. Niên Bách Ngạn mỉm cười khẽ khàng, tao nhã vắt hai chân vào nhau. Dưới ánh sáng giao hòa cùng màn đêm huyền ảo, người anh càng toát lên một vẻ mê hoặc. Tố Diệp ngồi cứng ngắc, trong tay ngập tràn những âm thanh đồi trụy. Người đàn ông bên cạnh càng ung dung nhàn nhã bao nhiêu, cô càng thấy ngượng ngập bấy nhiêu. Những luồng không khí không an phận bắt đầu trôi bồng bềnh. Người anh tỏa ra hương rượu nhàn nhạt và mùi hương mát lạnh dễ chịu, kết hợp với nhau tạo nên một bầu không khí kỳ lạ cuốn lấy cô. Đúng rồi, anh ta vừa uống rượu. Suy nghĩ này khiến người cô run lên cầm cập, đầu lông mày khẽ nhíu lại, thu gọn chiếc áo vét trên người lại. Thế nhưng trong lòng cô lại khẽ rung động, chiếc áo này cũng là của anh ta cô bắt đầu ý thức được mình đã phạm sai lầm, không nên đùa giỡn với một người đàn ông đã uống rượu. Khung cảnh mỗi lúc một nóng hơn, đến cả bầu không khí xung quanh cũng hầm hập như thiêu đốt. Tối dịp cảm thấy môi khô không khóc, không biết là vì hơi thở của người đàn ông bên cạnh hay vì nội dung của bộ phim. Cô khẽ liếm môi, không thể không hạ giọng nói với niên bách ngạn, tua đi. Cả quá trình niên bách ngạn vẫn nhìn chầm chầm vào sóng lưng dần cứng đờ của cô, đến khi cô hơi nghiêng mặt, cúi đầu xuống nhìn anh trong lòng anh không khỏi xuất hiện một điều khác lạ. Dưới ánh đèn, gương mặt cô trắng trẻo, đôi gò má lại hơi ửng hồng. Cô không nhìn anh, lông mi dài công vút khẽ run rẩy, lời đề nghị như giọt sương rơi thẳng xuống nơi đáy sâu trái tim anh. Anh không thể không thừa nhận, cô quá đẹp. Dù chỉ là nhẹ nhàng thu lại ánh mắt cũng tuyệt đẹp, có lẽ là người phụ nữ xinh đẹp nhất anh từng gặp. Anh vươn người lên trước, bóng hình gần như đã che phủ toàn bộ thân hình cô. Không chịu nổi rồi, Vốn là một câu nói mang cảm giác thương cảm, vậy mà thốt ra từ miệng anh lại có một sự ám muội rất mê hoặc. Những thanh âm mờ ám bên tai đã lớn lên, lại đột nhiên xuất hiện một giọng nói trầm ấm thế này, nghe có vẻ giống quan tâm nhưng lại càng mang mùi vị tình ái dường chiếu hơn. Tố Diệp chỉ cảm thấy một bộ phận nào đó trong người co thắt lại. Anh sát lại quá gần, gần tới nỗi cô có thể cảm nhận được thân nhiệt và hơi thở hừng hực của anh khẽ phả xuống đỉnh đầu và quét qua gáy cô cô ngước mắt lên lại vô tình bắt gặp ánh mắt sâu hút ấy nhìn thấy một sự thích thú vụt qua nơi đáy mắt anh cô mới bừng tỉnh niên bách ngạn cố tình trả đũa cô cô hung giữ lường anh rồi lại nhìn về màn hình vì cảnh tượng trong bộ phim đột nhiên gia tăng thêm những hành vi biến thái sắc mặt cô đột ngột thay đổi sao vậy niên bách ngạn vốn chỉ định trêu đùa cô thấy nét mặt cô khác lạ liền đưa tay kéo cô lại ai ngờ tố dịp hất tay anh ra chạy vội vào nhà vệ sinh Niên Bách Ngạn ngẩn người, cũng đi theo cùng. Trong nhà vệ sinh, Tố Diệp nhòi người xuống bồn rửa mặt không ngừng nôn khang, dạ dày quặn thắt lộn tùng phèo, trong miệng toàn là nước chua. Niên Bách Ngạn đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ của cô không biết làm sao, cười khẽ, tâm lý của bác sĩ Tố cần phải được tăng cường hơn nữa. Tố Diệp khó khăn lắm mới xua đi được cảm giác buồn nôn, quể oải rửa mặt, cảnh tượng vừa rồi đúng là quá ghê người rồi, cô đứng dậy, nhất thời cảm thấy cơ thể nhẹ bẩn, loạn choạng nghiêng ngã. Eo cô bỗng nhiên được siết chặt, người đàn ông giang tay ông chầm lấy cô. Cô ngã vào vòng ngực rộng lớn, ấm áp trắng rỏi của anh, hơi thở đầy mùi rượu ấy khiến hô hấp của cô rối loạn. Không sao chứ, anh quan sát gương mặt có phần nhợt nhạt của cô. Hai người tựa sát vào nhau, qua lớp áo mỏng tố dịp có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể người đàn ông. Những tiếng động kích tình mạnh mẽ truyền tới, từng tiếng từng tiếng kích thích màng nhĩ của hai người tố dịp không hiểu sao nhịp tim cô trở nên dồn dập hình ảnh buổi sáng hôm ấy tỉnh lại trên giường anh bất giác lướt qua đầu cô bầu không khí lúc này càng có vẻ mờ ám không sao cô lắc đầu cố gắng xóa bỏ những hình ảnh hoang đường trong đầu cô đang định rời khỏi vòng tay anh ai ngờ một lọn tóc đã móc vào chiếc cúc áo sơ mi trên ngực anh tố dịp sững sờ vội vàng đưa tay ra gỡ nhưng càng gỡ càng rối làn da trước ngực anh lộ ra càng lúc càng nhiều trơn láng đầy lôi cuốn. Ban đầu anh còn đứng nguyên tại chỗ cúi xuống nhìn cô tự gỡ tóc mình. Sau khi thấy những giọt mồ hôi lắm tắm trên trán cô, anh không nhịn được giữ tay cô lại, nhẹ nhàng nói, để tôi. Cô chỉ cảm thấy ngón tay mình như bị bỏng rác bởi lòng bàn tay ấm nóng của anh. Cô ngừng lại, giao quyền chủ động lại cho anh, chưa bao giờ rơi vào tình cảnh khó xử như vậy cùng một người đàn ông. Niên bách ngạn nhẫn nại gỡ từng chút một vì anh cúi đầu nên hơi thở cứ thế càng quét qua gương mặt cô. Ở khoảng cách này, anh có thể dễ dàng ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, dịu nhẹ lại có chút khêu gợi tỏa ra từ người cô. Khi tất cả tóc được gỡ ra, anh bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, khẽ nói, cô như vậy có phải là mất cả chì lẫn chài không? Ý dễu cợt rành rành trước mắt, ý chí chiến đấu của tố dịp lại bùng nổ. Cô rụt đầu, mái tóc dài trượt qua đầu ngón tay anh, tôi ấy à, trong những chuyện này đúng là tâm lý không được vững vàng như anh Niên đây. Niên bách ngạn nhìn cô từ trên xuống, không nói câu gì. Đứng trong phạm vi của anh, tim cô cứ đập loạn một cách bất an, đang định đẩy anh ra để quay về phòng, ai ngờ bỗng nhiên anh giơ tay ốc lên tường, chẳng hướng đi của cô. Tố dịp trừng mắt, định chuyển sang hướng khác, nhưng anh cũng đã kịp nâng nốt đôi tay kia lên. Cứ như vậy, hai cánh tay của anh hoàn toàn chắn hết đường đi của cô vây bọc cô trong khoảng không gian giữa tường và lồng ngực mình. Anh thẹn quá hóa giận hay sao, tố Diệp ngẩng đầu lên nhìn anh ta, ngữ khí cố làm ra vẻ bình tĩnh. Tôi chợt nhớ ra còn một vấn đề chưa trả lời cô, niên bách ngạn từ từ công môi, vừa rồi cô hỏi tôi cái gì ấy nhỉ? Thích tự động xà vào lòng hơn hay thích cưỡng ép hơn? Ánh mắt tố diệp vô thức lóe lên một tia cảnh giác. Hết quyển 1, chương 20, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.